hiện nay đang phải đối mặt. Chủ đề của cuộc thi G-Logistics 2024, Supply Planning, hứa hẹn sẽ đem đến cho sinh viên cái nhìn đa chiều, kiến thức bổ ích và cơ hội va chạm với những tình huống thực tiễn xoay quanh quy trình lập kế hoạch cung ứng. Và sau khi kết thúc vòng 1, Deciphering Potential, thì 16 bạn thí sinh tài năng có mặt ở đây ngày hôm nay là những thí sinh có tổng điểm cao nhất ở phần thi tự luận, sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi G-Logistics 2024. Và mở đầu cho vòng 2, Gaining Alignment, thì buổi training ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lập kế hoạch cung ứng và ứng dụng thực tế trong công việc. Và ngay bây giờ đây thì không để các bạn phải đợi lâu thêm nữa, Quỳnh Giao xin được trân trọng giới thiệu vị diễn giả sẽ đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay. Anh Trần Duy Khiêm, huấn luyện viên tại Viện Đào tạo Logistics OneNet Training, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty Cổ phần Eptech, 20 năm kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp B&G Việt Nam, Ngân hàng Đông Á, Chemadep Logistics, Smartlog, UNI Logistics, Aptech, học bổng AmCham Scholarship 2003 và tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bách Khoa năm 2024. 7 năm liền làm mentor cho các bạn sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa, Kinh tế, RMIT, Kinh tế Luật và 5 năm làm giám khảo phỏng vấn sinh viên thi học bổng AmCham, giám khảo cuộc thi Việt Nam Young Talent Logistics 2022. Và chị Cao Thị Mai Hương là giám đốc đào tạo của OneNet Training, Business Development Senior Manager tại Greenfit Việt Nam, tốt nghiệp MBA của Đại học Wales, Anh Quốc tại Singapore. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics ở nhiều vai trò như phát triển kinh doanh, giám đốc điều hành và tham gia và đấu thầu thành công các dự án lớn của Coca-Cola, SC Johnson. Và đến với buổi training ngày hôm nay thì anh Kim và chị Hương sẽ mang đến cho chúng ta thêm nhiều kiến thức chuyên sâu và bổ ích về chủ đề supply planning. Trong quá trình lắng nghe những chia sẻ từ anh Kim và chị Hương, các bạn có thể chủ động tương tác cùng anh chị bằng cách nhắn tin trong khung chat hoặc ấn nút giơ tay đặt câu hỏi ở phần Q&A để chúng mình cùng học thêm nhiều điều mới nha. Sau đây thì Quỳnh Giao xin được mời anh Trần Duy Khiêm bắt đầu phần chia sẻ của mình ạ. Xin kính mời anh. Anh Kim có một xíu trục trặc kỹ thuật cho nên là mọi người đợi một xíu nha. Rồi, anh nói các bạn nghe được chưa? Dạ nghe. Sorry, kỹ thuật lỗi một chút. Mình bắt đầu rồi đúng không em? Dạ anh bắt đầu. Ok, Dạ vậy anh nghe. anh bắt đầu được rồi anh. Ok, vậy lời đầu tiên thì mình chào mừng các bạn nằm trong top 16 bạn đã vào được vòng bán kết rồi đúng không?
Thì hôm nay thì cái buổi chia sẻ nó có mình với chị Hương, thì tổng thể nó có 4 phần: tổng quan về kế hoạch, rồi quy trình làm kế hoạch và các cái công cụ hỗ trợ. Thì cái vai của mình sẽ nói nhiều về phần tổng quan, và mình để dành cái phần chính còn lại cho chị Hương, được không các bạn? Thời lượng chúng ta cũng cũng ngắn, cũng không nhiều, cho nên mình sẽ cố gắng nói ngắn gọn, và mình ưu tiên là các bạn có câu hỏi thì các bạn hỏi ngay nha. Rồi, này vì anh có share được quyền chỉnh không, hay là anh sẽ nói next để nhờ chuyển slide? Lập ơi. Dạ chắc là anh nói next nha anh. Ok, cool. So, next các bạn ha. Đây là cái câu hỏi để khởi động nè các bạn. Cho mình hỏi là các bạn mà lọt cái vòng này chắc cũng đã tìm hiểu về cuộc thi khá nhiều rồi đúng không? Vậy thì có bạn nào có thể chia sẻ là bạn biết gì về cái công việc lập kế hoạch trên thực tế, nó đang đang ở trong các doanh nghiệp, nó đang như thế nào, nó làm cái gì? Có bạn nào xung phong trả lời không? Mình nghe rất, tức là khi mà ở trường á, thì các bạn học tổng quan về supply chain đúng không? Các bạn được học các cái chuyên đề về quản lý về logistics, quản lý về kho hàng, quản lý về mua hàng, quản lý về kế hoạch. Thì các bạn đã cái sự tiếp xúc của các bạn với cái công việc lập kế hoạch thì nó đang như thế nào vậy? Mình có thể tương tác được không các bạn? Nếu không thì nó sẽ khá là buồn tẻ, bởi vì các bạn sẽ cái lý do mà mình đặt câu hỏi này, mình muốn biết cái kỳ vọng của các bạn là gì, thì mình sẽ nói tập trung vô cái yếu tố các bạn quan tâm. Ở đây toàn là những ứng viên tài năng, cho nên các bạn cứ mạnh dạn giơ tay nào. Không giơ tay cái chắc phải mời thử quá hả? Mời bạn Thế Anh đi. Thế Anh biết gì về cái công việc lập kế hoạch đấy? Dạ em chào anh. Ừ. Dạ theo như kiến thức của em thì công việc lập kế hoạch thì sẽ giúp cho các nhà sản xuất biết trước được cái lượng hàng mình sẽ sản xuất và từ đó là có được một cái kế hoạch nó sẽ giúp cho công ty mình có định hướng để sản xuất theo cái demand tương lai đó. Ok, tốt, cảm ơn em. Vậy là cũng đã có một cái hiểu cơ bản rồi đó, đồng ý. Có bao giờ các bạn nghe về cái khái niệm là MTS, MTO, ATO chưa? MTS là viết tắt của Make to Stock, MTO là Make to Order, còn ATO là Assembly to Order. Thì các bạn nghe những cái thuật ngữ gì chưa? Có bạn nào nghe rồi thì có thể giơ tay được không? Ok, có một bạn giơ tay. Bạn Thư giơ tay, ok, tốt. Còn ai nữa? Có ai biết cái khái niệm này rồi? À, bạn PT là Phương, Phương Thảo, ok. An cũng biết rồi đúng không? Anh Thư biết rồi đúng không? Rồi, ok, tốt. Rồi, mà mình sẽ đi qua, tại vì vậy nè, cái mô hình lập kế hoạch là nó phụ thuộc vào cái mô hình kinh doanh, hay còn gọi mô hình vận hành của cái công ty đó. Một cái công ty về dịch vụ khách sạn thì nó sẽ khác với một công ty về sản xuất hàng tiêu dùng. Một công ty sản xuất hàng tiêu dùng thì sẽ khác một công ty sản xuất đồ điện tử hay sản xuất ô tô. À, thế nên là các bạn cần phải phân biệt, thì vì planning nó không phải là giống nhau cho các cái loại hình sản xuất. Rồi, ở đây ai đã nghe về khái niệm là bullwhip effect?
tiếng Việt là gọi là hiệu ứng Roya. À rồi ok, bạn Phương Thảo rồi, bạn Thế Anh rồi ok, bạn Anh Thư tốt, Tiến Đạt biết rõ luôn, ok tốt. Các bạn còn lại chưa có ý kiến, không sao, hy vọng là các bạn có thể đưa ra câu hỏi cho mình cùng trao đổi ha. Rồi ở đây chắc ai cũng dùng dầu gội đầu đúng không? Thế thì các bạn có biết cái quá trình sản xuất một cái chai dầu gội đầu như thế nào? Có thể bạn nào chia sẻ được không ạ? Bạn Đào thì anh Thư không biết đang giơ tay là muốn trả lời hay là ok. Không sao đâu các bạn. Các anh chị huấn luyện viên của OneX thì cái vai trò của tụi mình là hỗ trợ cho các bạn về mặt thông tin thực tế để giúp cho các bạn tự tin hơn khi các bạn tiếp xúc với cái môi trường làm việc, chứ không có ý là để đánh giá các bạn là cái này các bạn chưa biết không á. Mình rồi Khải có câu hỏi hả? Mời Khải. Em định trả lời cái quá trình sản xuất một chai dầu gội đầu. Ok, rồi trả lời luôn đi em. Em nghĩ là quá trình sản xuất một chai dầu gội đầu đầu tiên là mình phải nghiên cứu ra cái công thức. Là trên thị trường có rất nhiều loại dầu gội đầu nên là mình phải biết là mình cần làm cái gì. Chính xác, rồi, sau Và đó. từ đó là mình đưa ra là những thứ mình cần thu thập, những cái nguyên liệu Nguyên liệu theo cái trong công thức formula. đó. Rồi, ok. Dạ, Rồi. sau Rồi. sau khi mình thu thập được những cái nguyên liệu đó rồi thì mình sẽ sản xuất, mình sẽ chế biến kiểu gì đó Sản theo cách xuất của mình rồi, đang là sản xuất, đúng và đúng, sau đó là mình đóng gói đóng và gói cho chính vào chai. xác, cho chai rồi sau Dạ, đó sản xuất đúng không, em nghĩ cho vào là chai là sản hoàn xuất tất, là hết rồi. Dạ. đúng rồi đúng rồi, tốt ok next, cảm ơn Khải nha. Rồi ở đây chắc có ai không biết cái câu chuyện One Piece không, có ai không biết không, không biết thì mới giơ tay nha. Vậy là tất cả đều biết đúng không? Ý, bạn này không biết hả? Phương Thảo không biết chuyện One Piece thì em về em search cái phim là Vua Hải Tặc á. Thì nó sẽ là cái câu chuyện rất nổi tiếng. Hơn 1.000 mấy trăm tập á. Rất nổi tiếng. Cái này các bạn trẻ đều đều thích đọc. Thì đố các bạn là trong các thành viên của cái đội đạo đội đội One Piece này nhé. Ai là người đóng vai trò lập kế hoạch? Có ai trả lời không? Ai? Rồi mời Khải luôn. Em có xem sơ qua về cái bộ phim này thì em nghĩ là nếu mà lập kế hoạch về về mình sẽ đi như thế nào thì em nghĩ là đó là Nami, bởi vì vai trò của cái cô này ở trong này là hoa tiêu. Tuyệt vời, chính xác. Nami chính là người lập kế hoạch đường đi cho cả đội. Còn mỗi bạn có một cái thế mạnh riêng. Nhưng mà bạn tóc xanh thì mù đường, tóc vàng thì mê gái. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng ha. Thì có một bạn phải đóng vai trò là kế hoạch. Thì ở các công ty cũng như vậy. Có rất nhiều người, rất nhiều phòng ban khác nhau. Và phải có một cái bộ phận là nắm giữ vai trò kế hoạch. Nói tóm lại là kế hoạch là một cái hoạt động không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp, dù có thể là nó được thực hiện bởi ông giám đốc công ty hay một cái chuyên viên lập kế hoạch, thì luôn phải có một người điều phối nói cho mọi người biết là ngày mai làm cái gì. Đó là việc của cái người làm kế hoạch nha. Rồi tiếp giùm anh ha. Rồi tiếp giùm anh luôn. Thì anh sẽ đi cover cái nội dung tổng quan. Thì tổng quan cái này nó có khoảng 5 cái đề mục chính này. Thì kế hoạch trong doanh nghiệp là làm cái gì, sau đó chúng ta phân loại nó ra có những cái loại gì, rồi vai trò nó như thế nào, cái người làm kế hoạch thì gặp những thách thức gì, và vì sao là bạn cần phải hiểu về kế hoạch ha. Rồi mình đi tiếp. Rồi đây là cái slide nó rất là trực quan để nó giải thích về khái niệm supply chain, bài học vỡ lòng mà khi mình vào công ty Procter & Gamble, công ty sản xuất hàng tiêu dùng
lớn nhất thế giới hiện nay. Công ty này thì doanh thu của họ một năm là khoảng 70 tới 80 tỷ đô. Thì cái công ty này họ sản xuất dầu gội, bột giặt này, kem đánh răng này, bàn chải đánh răng này, sữa tắm, đó những cái thứ mà để chăm sóc vệ sinh, những thứ mà chúng ta hay dùng. Thì cái luồng của cái công ty này các bạn hình dung là nó giống như một cái đường ống nước vậy đó. Một đường ống nước có nghĩa là nó có đầu vào và có đầu ra. Đường ống nước đó được bắt đầu từ cái khúc supplier là các nhà cung ứng á. Các nhà cung ứng thì cái công ty này họ làm có ba cái chuyện chính thôi. Một là quản lý cái material, tức là quản lý cái nguyên vật liệu đầu vào. Sau đấy là quản lý cái phần sản xuất. Sản xuất của họ thì nghiệp vụ chính là making và packing. Make là sản xuất, còn packing là đóng gói. Và distribution là phân phối. Họ phân phối là phân phối tới customer. Ở đây các bạn phân biệt ha. Customer và consumer là hai khái niệm khác nhau. Customer là cái người khách hàng của V&G. Họ trực tiếp họ mua từ hàng từ V&G thì gọi là customer. Ví dụ như là Bách Hóa Xanh, là Co.opmart, là công ty phân phối Mesa, công ty phân phối Phú Thái. Đó là những công ty được mua trực tiếp từ P&G Việt Nam. Ha. Còn consumer là những người như mình nè. Mình có nhu cầu gội đầu đúng không? Thì mình ra cái siêu thị mình mua, mình ra chợ mình mua, mình ra cái điểm tạp hóa mình mua. Thì đấy là mình là consumer. Thì cái supply chain này nó chỉ nhìn ở góc độ là từ đầu supplier tới customer thôi. Ha. Dạ thôi, nói cái luồng này thì chắc các bạn đều đều hiểu rồi. Nhưng mà lý do mình phải nói như vậy để mình align với nhau về cái luồng mà mình đi, là trong một cái công ty như ở P&G, với cái luồng này thì có những cái vai trò gì? Thì bên đây gọi là chuỗi cung ứng đúng không? Vậy có những vai trò gì để quản lý cái chuỗi này? Thì mình mời các bạn qua slide tiếp theo. Rồi, tiếp dụng anh ha. Alo. Lùi lại một slide giúp anh ha. À dạ ok, à đi đi tiếp một slide ha. Rồi ok, đi 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 tới ha, đi tới. Đi tới. Rồi, đó ok. Đấy ha, cái này á là cái slide để nó giải thích cái mạng lưới phân phối của P&G. Tức là khi mà đầu tư vào Việt Nam thì P&G chọn đặt nhà máy tại tỉnh Bình Dương. Cái nhà máy đầu tiên là đặt tại khu công nghiệp Đồng An. Sau đó thì họ phát triển dần lên, bây giờ họ có khoảng 3 cái nhà máy. Thì cái phần sản xuất của nhà máy sản xuất xong á, thì được phân phối qua customer thì có hai cái kênh. Kênh là Modern Trade, gọi là kênh siêu thị á. Thì lúc đó là nó có Co.opmart, là có Mega Market, là có Bách Hóa Xanh vân vân, là Modern Trade ha. Còn distributor là các nhà phân phối, ví dụ như là Mesa, là Phú Thái, là Tiến Đoàn, là Hữu Lực, là Đắc Hưng vân vân, đó tên của các nhà phân phối. Từ các nhà phân phối thì họ mới là những người bán ra các cái điểm bán sỉ nè, các cái cửa hàng tạp hóa nè, các cái điểm mà cửa hàng tiện lợi này. Để cuối cùng là người tiêu dùng thì sẽ đến các cái điểm bán để họ mua. Đấy là mạng lưới của P&G. Hình như có bạn nào bật mic á. Đó. Rồi ok. Rồi, cho anh đi tiếp ha. Slide tiếp theo. Rồi, khi mà hàng hóa sản xuất thì không chỉ tiêu dùng trong nước mà họ còn phân phối ra các thị trường, ví dụ như thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Qua Canada, qua Mỹ cũng có luôn, Úc cũng có. Thì đấy là cái luồng để các bạn nhìn về mặt phân phối. Rồi, mình nói slide này để các bạn thấy rằng cái chuỗi công việc này nó rất phức tạp, nó liên quan tới nhiều bên, và cái vai trò của ông kế hoạch nó không chỉ đơn giản là cái người kế hoạch. Các bạn đi slide tiếp theo nha. Rồi, ok. So, cái slide này nó giải thích cho các bạn là vai trò của các cái thành viên ở trong cái supply chain của công ty.
thì nó bắt đầu các bạn nhìn cái chữ PURMSM là Purchasing và Material Supply Management. Thì Purchasing là cái người mà đi tìm kiếm các cái đối tác cung ứng. Ví dụ như bạn cần mua bao bao bì nhựa này, bao bì giấy này, mua các cái nguyên vật liệu, các cái hóa chất này, thì đó là việc của Purchasing, và đàm phán thương lượng hợp đồng với các nhà cung cấp, đó là việc của Purchasing. Nhưng bên cạnh Purchasing thì có một cái team nó hỗ trợ cho nhà cung cấp, nó tên là MSM, Material Supply Management. Thì cái team này nhiệm vụ của nó là giúp cho các nhà cung ứng hiểu được các cái quy trình làm việc với P&G, các kênh giao tiếp với nhân sự của P&G, kết nối hệ thống với cái hệ thống của P&G. Thì MSM các bạn hình dung là cái bên này gọi là bên đóng, tức là đè giá, ép giá, thương lượng này nọ. Còn MSM là bên xoa, xoa có nghĩa là làm cho nhà cung cấp trở nên healthy hơn, làm được việc tốt hơn. Đó, thì đó là cái đầu việc, cái chức danh. Nói những cái slide này để cho các bạn hình dung trong thực tế là nó có những cái vị trí công việc như vậy để các bạn khỏi bỡ ngỡ. Cái này nó cover khoảng 15 cái đầu vị trí công việc và nó cover hết cái chuỗi cung ứng luôn nha. Vậy cái cặp đầu tiên là Purchasing, xong rồi tới cặp thứ hai là Planning. Planning mà nó đặt ở vị trí giữa supplier với P&G thì nó là Material Planning, tức là hoạch định nhu cầu vật tư. Có nghĩa là cái người đó chỉ trả lời câu hỏi là vật tư nào cần mua, khi nào nó về. Là việc của planning. Thì trong cái bên trong nó còn mấy công việc planning nữa thì mình sẽ nói ở các slide sau, nhưng đầu tiên các bạn hiểu planning nó phải đi từ đầu là hoạch định các vật liệu. Rồi khi mà ông planning mua rồi thì phải đến cái ông CBL, là cái ông để đem cái hàng đó về. CBL là viết tắt của Cross Border Logistics, nói nôm na tiếng Việt mình gọi là nhân viên xuất nhập khẩu. Là vì sao? Bởi vì những cái vật tư mà các bạn mua từ nước ngoài về á, nó phải qua quá trình là nộp thuế nhập khẩu nè, làm thủ tục thông quan hàng hóa nè, đúng không? Thanh lý tờ khai nè, đúng không? Thì tất cả những cái công đoạn này nó đòi hỏi cái bạn làm nghiệp vụ chuyên môn, thì ở P&G người ta đặt cái tên đó là CBL, Cross Border Logistics. Rồi, khi mà vật tư về tới nơi thì sẽ có hai bộ phận. Một là QC là cái bộ phận kiểm tra chất lượng, đảm bảo là cái hàng đó là nó phù hợp để nhận vào kho. Cái phòng thứ hai đó là E&TS, viết tắt là Engineering and Technical Support, là phòng kỹ thuật. Cái phòng này là nó đưa ra cái tiêu chuẩn, ví dụ tiêu chuẩn của cái bột soda ash thì nó phải có cái độ mịn là bao nhiêu, cái độ bóng là bao nhiêu đó, cái độ đàn hồi là bao nhiêu, thì họ phải đưa ra các cái tiêu chuẩn. Cái ông QC ông sẽ cầm cái tiêu chuẩn đó, ông đi kiểm tra thực tế. Rồi sau khi hàng mà kiểm tra thông qua rồi thì có một bạn là bạn warehouse, bạn sẽ cất cái vật tư vô kho. Ở P&G nó có một cái đặc trưng thú vị là vì cái nghiệp vụ warehouse và DC là nó gần nhau. Warehouse là các bạn kho vật liệu ha, còn DC là Distribution Center. DC thì chỉ giữ những hàng hóa thành phẩm thôi để phân phối hàng hóa. Còn warehouse là nguyên vật liệu đầu vào, cả hai đều phải quản lý kho hết. Nhưng mà kho này là kho vật tư, còn kho của ông này là kho thành phẩm. Các bạn thấy chưa? Đó, thì cái ông warehouse là ông giữ vật tư. Khi giữ vật tư rồi thì khi ông operation, ông nhận được lệnh sản xuất, ông sẽ yêu cầu là cấp cho tôi vật tư, thì ông warehouse cấp vật tư cho operation. Rồi, operation ở P&G có nghĩa là gì? Operation, vì ví dụ một cái sản phẩm là dầu gội đầu. Dầu gội đầu về bản chất là các cái hóa chất được trộn, khuấy, rồi đun nóng hoặc làm nguội theo một cái quy trình. Hay cái hồi nãy bạn bạn Khải nói đó là cái formula, nó dựa vào formula họ khuấy trộn điều phối để cuối cùng ra cái tăng thành phẩm. Cái tăng là một cái bồn chứa rất là to, gọi là making. Sản phẩm với making là cái sản phẩm được ready nhưng ở một cái tăng to. Thì cái tăng đấy mới được chiết ra những kích cỡ phù hợp. Mình ví dụ như dầu gội nó có nhiều kích cỡ, loại nhỏ nhất được gọi là sachet. Sachet là cái loại mà cái bao
cái bao mà mình hay đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa mình giật dây á, có bị hai cái, hoặc là mình giật bịch ra mình về mình gội đầu xài một lần á, gọi là cái bịch sachet. Thì cái là rẻ nhất, phổ biến nhất. Loại dưới đây ví dụ như là cái chai nhựa 100 ml, rồi nhiều hơn thì chai 200 ml, chai 400 ml hoặc chai 750 ml, thì những kích cỡ khác nhau đấy thì được thực hiện bởi một cái bộ phận gọi là packing, packing operation. À, nên mình phân biệt rất rõ là making là làm ra được cái formula, làm ra được sản phẩm thôi, nhưng mà packing là bỏ vô cái kích thước nào. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như các bạn đi tham quan nhà máy Satori thì các bạn sẽ thấy rằng nước thì cũng là nước thôi đúng không, nhưng nước đó được chế vào chai 300 ml, 500 ml, hay vào chai 1 lít, hay là vào bình 20 lít. Đó là cái quá trình packing. Rồi khi mà operation sản xuất xong thì được chuyển hàng qua DC là Distribution Center để sẵn sàng chờ khách hàng order thì đi giao. Được không? Thì CS là Customer Service là cái bộ phận giao tiếp với khách hàng, nhận đơn hàng từ khách hàng, kiểm tra coi khách hàng có vướng công nợ hay không, có bị vượt trần hạn mức hay không. Nếu ok thì bắt đầu ra lệnh warehouse mình xuất hàng đi. Đó, thì bộ phận kêu hàng soạn hàng rồi rồi nhà vận chuyển chuyển đi giao hàng. Đó thì CS. Khi CS xử lý đơn hàng xong thì phải có bộ phận AR, tức là Account Receivable, là bộ phận thu tiền về. À, bán ra phải thu tiền về chứ. Thì AR là cái bộ phận kế toán thu. Rồi. Kế toán thu thì đối ngược, đối ứng với nó sẽ là AP, là Account Payable. Có nghĩa là bộ phận kế toán chi phí ấy. Mục tiêu là trả tiền cho các nhà cung cấp. À, các bạn thấy không? Thấy không? Cái màu của nó AP. Rồi. CVD P&G là một công ty có cái mô hình mà tạm gọi là tiên phong khi họ bước vào thị trường Việt Nam, và cái mô hình này được rất nhiều công ty khác ở Việt Nam cũng áp dụng ở mô hình phân phối, mô hình bán qua nhà phân phối. Thì nhà phân phối là những cái ví dụ như là một cái doanh nghiệp lớn tại một cái địa phương, mình lấy ví dụ như Đà Nẵng, và cái doanh nghiệp đó có một cái kho, có nhân viên, và họ mong muốn hợp tác với P&G. Sau quá trình đánh giá khả năng hợp tác đây nọ, chấp nhận hai bên, thì nhà phân phối chỉ làm một động tác là đặt hàng, rồi khi hàng về thì đội ngũ nhân viên bán hàng của họ sẽ được người của P&G hướng dẫn tổ chức đôn đốc bán hàng ở thị trường. Thì cái CBD là cái bộ phận đó, nó gọi là Customer Business Development, nghĩa là những người giúp cho khách hàng bán được hàng. À, cái nhân viên của nhà phân phối này nè, họ sẽ đi đến tất cả các cái cửa hiệu, tiệm tạp hóa, chợ, điểm bán lẻ, căng tin trường học để họ bán những sản phẩm của P&G. Thế thì để cho họ bán thành công thì các bạn CVD sẽ thiết kế ra lộ trình bán hàng, cái kịch bản bán hàng, rồi cách xử lý tình huống, rồi đưa ra các cái khuyến mãi, các cái chương trình thưởng để khuyến khích nhân viên bán hàng đi chiếm lĩnh thị trường. Đó là cái công việc chính của CPD. Rồi. Vậy đố các bạn là trong cái công ty ví dụ như P&G thì marketing nó làm cái gì? Chúng ta nghe rất nhiều về marketing đúng không? Thế thì cụ thể marketing trong một công ty FMCG này nó làm cái gì? Có ai xung phong trả lời không? À, rồi xin mời bạn Quyên hay Quyền nhỉ? Ý, sao lại xuống tay rồi? Bao giờ tay không các bạn? Dạ, về branding và truyền thông. Chính xác, đúng rồi, marketing là người làm branding và truyền thông. Có nghĩa là các bạn hình dung như vậy. Ở trên thị trường thì nó gọi là nơi mà có các cái điểm bán hàng, thì hàng hóa được push, được đẩy đẩy vào các cái cửa hiệu, đầy cửa hiệu nó phải đầy hàng thì người ta mới ra vô mua. Chứ cửa hiệu không có hàng thì có hàng đâu mà ra vô mua đúng không? Thì nó gọi là hàng sẵn sàng để bán. Nhưng để cho người tiêu dùng mua
thì đó là một cuộc chiến. Một bên ở thị trường nó gọi là thị phần, tức là độ phủ thị phần, thì ở bên kia nó gọi là brain share, tức là não phần. Não phần có nghĩa là ví dụ như mình là một người tiêu dùng, thế trong não của mình chắc nhớ không có được nhiều loại dầu gội đầu đâu. Thế cái gì mà mình nhớ nhất thì mình đi ra tiệm tạp hóa, mình sẽ nói bán cho ông chai dầu Rejoice. Thì có nghĩa là cái ông Rejoice, cái người làm thương hiệu Rejoice làm sao nhét được cái chữ Rejoice vô trong đầu mình để khi mình nghĩ về dầu gội thì mình nghĩ tới Rejoice. Thì cái đó được gọi là não phần. Đó. Thì nhiệm vụ của người marketing là họ sẽ dùng các công cụ, ví dụ như quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên billboard này, sử dụng người nổi tiếng nè, tài trợ các cuộc thi nè, thì tất cả những cái hoạt động đó là để tác động vô, nhớ consumer nhớ nha, Rejoice hay là tóc suông mềm mượt ấm bóng gì đó, thì đó là việc của marketing ha. Rồi thì các bạn thấy đây là một cái chuỗi công việc đều có liên quan tới nhau và nó hoạt động theo một cái nguyên tắc rất thú vị là nguyên tắc bốn con mắt. Nguyên tắc bốn con mắt có nghĩa là việc gì nó cũng phải có ít nhất hai người làm. Có nghĩa là phải có một người làm và có một người giám sát để xác nhận cái việc đấy được hoàn thành đúng. Ha, mình ví dụ purchasing thì là cái bên push nhà cung cấp, thì MSM là bên support nhà cung cấp. Rồi ví dụ như bộ phận kỹ thuật là đưa ra tiêu chuẩn, thì cái người QC là người đi đối chiếu cái thực tế so với tiêu chuẩn coi có phù hợp hay không. Rồi bạn CBL làm thì bạn lo thủ tục nhập hàng về, thì phải có bộ phận finance để kiểm soát bạn nhập về bạn làm có đúng hay không. Đó. Rồi CBD bán hàng không được thì sẽ có hai cái để chửi. Một là chửi marketing không có quảng cáo, không có gì hết, người ta không biết để người ta mua. Thứ hai, chửi supply chain. Tao ra cái công tao đi bán, tao năn nỉ khách gãy lưỡi, đặt hàng về, không có hàng. Đó. Làm việc trong một cái tập đoàn lớn thì cái câu chuyện là mức độ chuyên môn hóa cao, các vai trò nó có vị trí, nó có công việc rõ ràng lắm. Và nó phải nhịp nhàng với nhau. Thì trong suốt cái chuỗi này có một cái thằng nó có vị trí rất đặc biệt là nó tương tác với hầu hết tất cả các bộ phận luôn, thì đó được gọi là bộ phận planning. À rồi, đó là lý do mà các bạn phải biết về planning là vậy. Rồi nhờ em đi tiếp đi. Rồi nói về planning thì đầu tiên á, là mình phải nói về nhu cầu nó đến từ đâu. Ví dụ khi mà P&G, các bạn biết lịch sử của công ty đó là nó được lập ra như thế nào. Công ty P&G á, đầu tiên á, là do hai anh em cọc chèo hợp tác với nhau. Một ông á, thì bán nến, đèn cầy á. Một ông á, thì bán xà bông. À, thì tình cờ là hai ông này ngồi giao lưu làm việc với nhau, thân nhau, thì họ thấy là trước đây á, là xà bông kiểu cũ á, là người ta hồi đó không có nhà tắm nha, người ta phải ra suối người ta tắm, mà khi mà ra suối tắm á, thì cái tay trơn cầm cục xà bông rớt xuống nước, mà rớt xuống nước cái nó chìm. À, thì đó là một cái pain point, phải để lên bờ, phải nó không có tiện. Thì hai ông này tình cờ phát hiện ra là làm được một cái cục xà bông bằng cách gom mix xà bông với sáp, thì tạo thành một cái cục xà bông nó nổi được, nó không có bị chìm. À, thì người tiêu dùng ở thời điểm đó họ rất là thích, và nhất là cái giai đoạn mà cuộc nội chiến Mỹ xảy ra khoảng năm 1870 mấy, thì những người lính người ta đi đi đánh trận thì nó cần nhanh gọn lẹ, mà thì họ cảm thấy cái sản phẩm mà xà bông của Procter & Gamble này nó rất là tiện, thì họ yêu thích. Thế là sau khi kết thúc chiến tranh rồi hòa bình lập lại rồi đi vào cuộc sống bình thường thì họ quen dùng luôn. Thế cái công ty này bắt đầu lớn dần lớn dần lớn dần lên. À, lịch sử công ty P&G nó là từ hai cái ông như vậy. Thì cái hiệu ứng bullwhip nó có nghĩa là vậy. À, hình dung là nếu mà bình thường chúng ta có cái chuỗi nha các bạn, là customer, retailer, distributor.
Ha, thì có nghĩa là thì mình ví dụ như consumer là mình ha, retailer là cốt mác ha, rồi distributor trong trường hợp này thì là distributor mua trực tiếp từ factory, còn không thì retailer này ví dụ như là 7-Eleven đi, họ không có đủ cái volume để họ mua trực tiếp từ P&G thì họ sẽ mua qua nhãn phối của P&G đó, rồi sau đó tới factory là nhà máy thì có nhà máy các cái nhà cung ứng vật liệu gọi là tier one supplier, là các nhà cung ứng vật liệu cấp 1. Thì equipment là những ông cung cấp máy móc cho những ông sản xuất ra cái nguyên vật liệu cấp 1 luôn. Thì nguyên một cái chuỗi này nó liên quan với nhau một cách khủng khiếp. Người ta lấy ví dụ nha. Hôm nay nhà bình thường là bạn mua cứ 2 lon bia. Mỗi ngày bạn mua có 2 lon bia thôi. Thì cái người bán người ta thấy bình thường, ông này vậy là đều không? Thế bỗng nhiên hôm nay bạn mời cả lớp về nhà liên hoan. Thế bạn mua lúc 2 két bia. Khi bạn mua 2 két bia thì bỗng nhiên bạn thấy cái nhu cầu nhích lên chút đúng không? Thì cái ông mà bán lẻ ở gần nhà ông tạp hóa gần nhà bạn á, ông nói: "À, bình thường tôi bán nó có 2 lon, nay nó mua tới 2 thùng. À, vậy là chắc nhu cầu nó lên. Thôi mình mua bia mình trữ." Thế là họ đặt qua nhà cung cấp, để đặt về distributor 10 thùng. Ông này bình thường bán cho ông kia có 2 thùng, tự nhiên thấy đặt 10 thùng, quảng quá: "Ê nhà máy, chuẩn bị cho tao 50 thùng." Đúng không? Nhà máy hốt hoảng: "Ô, tự nhiên nhu cầu đột biến mừng quá." Cái đặt lên ông nhà cung cấp: "Ê chuẩn bị cho tao nguyên vật liệu cho mình 100 thùng nha." Rồi, và tương tự như vậy. Thì một cái thay đổi nhỏ từ phía nhu cầu á, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái đuôi của chuỗi, vì cái chuỗi nó dài. Nhất là khi mà các bạn hình dung là cái supplier các bạn ở những nước khác nhau, bạn không biết được nguyên nhân là gì, bạn chỉ thấy cái kết quả là cái sản lượng nó tăng lên, thế bạn lo bạn thủ, bạn sẽ đặt hàng nhiều hơn để bạn lỡ sau này nó vẫn đặt tăng tiếp thì bạn có thứ bạn đáp ứng đúng không? Thì cái chuỗi, và rồi khi mà bán hàng qua biên giới thì vướng thủ tục hải quan này, thời gian vận chuyển dài này, thì cái khoảng thời gian nó kéo dài ra, thời gian lead time mà nó từ lúc đặt hàng tới lúc có hàng càng nhiều thì cái mức độ mà bull whip nó càng kinh khủng đó. Thì đó là cái câu chuyện mà bull whip. Có một cái ví dụ rất trực quan của chuyện bull whip effect, nó là thời covid thì các bạn hình dung là giá cước nó còn hỗn loạn do không có đủ vỏ, rồi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì người ta thấy thực tế là vậy. Giá cước bắt đầu đi từ giá cước từ Việt Nam đi Mỹ ấy, đầu tiên là bình thường có 1.500, 2.000, bây giờ lên 3.000, 4.000, 10.000, 15.000, 20.000, trong vòng một thời gian chắc khoảng năm ấy, nó tăng một cái đường như vậy. Thế là rất nhiều công ty trở nên sợ hãi và họ ký hợp đồng là chốt giá là 20.000 hoặc 22.000, chốt luôn. Thế thì được một thời gian thôi, thì sau khi Covid có được, chúng ta vượt qua Covid, chúng ta có vaccine rồi trở về bình thường mới, thì cái nhu cầu nó drop xuống, thì những cái ông mà đã lỡ mua những cái mức giá cước cao là ông bị gọi là treo ngọn cây luôn, ông bị kẹt, mắc kẹt luôn. Thì đấy là cái tác hại của hiệu ứng bullwhip. Thế nên trong cái supply chain á, cái việc trao đổi thông tin qua lại nó càng nhanh, chính xác, rõ ràng thì nó giúp cho việc là giảm cái chuyện sốc của cái chuỗi cung ứng. À, đó là một nguyên lý quan trọng để các bạn áp dụng trong cái quy tắc làm planning sau này. Rồi, cho anh qua slide tiếp ha. Rồi, đây là một cái hình ví dụ của tạp chí Sloan Management Review của trường MIT ấy. Nó cũng minh họa khái niệm tương tự thôi. Đó là sự biến động từ nhu cầu của người tiêu dùng ảnh hưởng lên đến cái ông retailer, sau đó là tới nhà sản xuất, nhà máy ấy, sau đó tới supplier, biến động kinh khủng. Nếu mà ráp cái chạc vô, các bạn sẽ thấy nhu cầu thị trường không có gì tăng hết trơn á, nó chỉ nhú lên rồi nó về mức bình thường. Nhưng các ông kia là rất là sáo động, mà mỗi lần sáo động như vậy là thiệt hại cho doanh nghiệp. Thiệt hại như thế nào? Okay. Ví dụ cái kho của các bạn được thiết kế, bạn xây mà xây dựng lên rất tốn thời gian, xây cái kho ví dụ 10.000 mét vuông, thì có nghĩa là cái công suất tối đa của bạn là 10.000.
Nên nếu như bạn muốn có một cái kho mới, hoặc là bạn phải mất một năm để xây, hoặc các bạn phải đi thuê. Đi thuê thì lại phải có cái điều khoản, ví dụ tối thiểu phải thuê 3 tháng hay 6 tháng vậy đó. Bạn không có thể thuê một cái vô xong rồi bạn mai bạn ra được. Thì bạn phải đối diện với những quyết định là có việc đi thuê kho, trong bao lâu, thuê kho với giá nào, đúng không? Thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng nếu như về bản chất các bạn biết thông tin, là ví dụ là trong cụ thể Tết làm gì, làm cái ngành hàng tiêu dùng là vì ảnh hưởng cái chính chu chu kỳ của người tiêu dùng rất là lớn. Ví dụ như Tết thì ai cũng mua sắm nhiều, nhưng sau khi mua sắm ai cũng nạp vô thì sau Tết là ế, tại vì người ta đã mua rất là nhiều trước Tết và người ta trữ để người ta không có ai muốn chi tiền đầu năm mà, cho nên là người ta giữ tiền. Thành ra là bản chất là nó gom nhu cầu của tháng 1 cộng tháng 2 rồi nó ship trong tháng 1. Đó, thì dẫn đến là nếu mà chúng ta lấy tháng 1 là số cao và chúng ta dự báo tháng 2 cũng cao thì chúng ta bị sai. Thì đó được gọi là yếu tố mùa vụ ảnh hưởng tới việc nhu cầu. Rồi, chúng ta đi tiếp ha. Rồi, tiếp luôn. Rồi, ở đây á, mình có một cái video để giải thích cái công việc của nhân viên lập kế hoạch sản xuất. Thì chắc là sẽ gửi cái video để các bạn nắm rồi. Nó nêu rất là, mô tả rất là rõ cái job description của một nhân viên kế hoạch sản xuất và của một bạn là trưởng phòng kế hoạch sản xuất, để các bạn hình dung được trong thực tế cái cách mà cái công ty này nó làm như thế nào. Đây là công ty Dobman, nó làm về cửa thép, vân gỗ, và cái mô hình vận hành của công ty này là make to order. À, nó khác với mô hình của P&G nha. P&G được gọi là mô hình make to stock. Make to stock có nghĩa là như vậy: khi mà bạn bạn sản xuất ra hàng tiêu dùng thì bạn biết chắc là tôi và bạn thì ít nhất một ngày chắc cũng có thể phải gội đầu một lần. Một lần thì nó khoảng từ 50 ml cho tới khoảng 7 ml dầu gội. Thế chúng ta nhân cho số lượng người Việt Nam là khoảng 100 triệu người, thì có nghĩa là một ngày chúng ta có khoảng 300 triệu ml dầu gội. Nếu mà ta trừ đi con nít người già đi thì đâu đó nó cũng khoảng 200 triệu ml được tiêu thụ mỗi ngày, đúng không? Thì các bạn nhân lên 5 thì các bạn ra được, đó là gọi là tổng nhu cầu thị trường. Tổng nhu cầu thị trường này thì có nhiều công ty cung ứng. À, vậy thì công ty của chúng ta đang có bao nhiêu phần trăm thị phần? Rồi, chúng ta xác định là với sức mạnh, với tinh thần, với năng lực của chúng ta có thể mở rộng ra được thêm bao nhiêu phần trăm thị phần. Thì đó chính là cái nhu cầu dự đoán của chúng ta. Và từ đấy thì các bộ phận khác cùng nhau làm việc trên cùng một cái mục tiêu như vậy, để làm sao đưa sản phẩm ra đáp ứng cho cái tổng thể miếng bánh thị trường là khoảng 200 triệu ml dầu gội đầu được được tiêu thụ mỗi ngày, đúng không? Rồi, thì trong trường hợp là các cái sản phẩm, ví dụ như cái cửa vân gỗ này là nó dùng cho công trình, đúng không? Công trình thì nó không có tính lặp lại, có nghĩa là người ta xây nhà thì người ta đặt hàng, người ta không xây nhà người ta không có đặt hàng. À, như vậy những cái công ty này họ chờ khi nào có order thì họ mới sản xuất đúng cái đơn đặt hàng của khách hàng, nó gọi là make to stock. Rồi, dạ, cho anh tiếp đi ha. Rồi, cái này là của bên bộ phận trưởng bộ phận sản xuất thôi. Không sao, đi tiếp luôn em. Mà cũng được, nếu như các bạn muốn muốn nghe thì chắc back lại giùm anh một slide đây ha. Rồi, chúng ta play cái video đó để các bạn chút có câu hỏi thì hỏi luôn ha. Rồi, xin mời. Chào mừng bạn đến với khóa học mô tả công việc của trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất của công ty cổ phần Cogman Việt Nam. Khóa học này dành riêng cho anh chị đang làm việc tại vị trí trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất của công ty. Khóa học sẽ giúp cho bạn nắm bắt được các công việc cần phải làm của một trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất. Sau đây, xin mời bạn bắt đầu vào khóa học. Trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất chịu trách nhiệm quản lý nhân sự bộ phận kế hoạch sản xuất. Để hoàn thành tốt công việc của mình, trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất cần thực hiện tốt 11 nhiệm vụ quan trọng dưới đây. 1. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch công việc cá nhân, tuần, tháng, quý, năm. Yêu cầu mục tiêu,
kế hoạch cá nhân cần phải phù hợp với kế hoạch của bộ phận và mục tiêu của công ty. 2. Nhận đơn hàng từ bộ phận tư vấn bán hàng và dịch vụ khách hàng, lập kế hoạch sản xuất dựa trên năng lực sản xuất của nhà máy. Yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất và đáp ứng được kế hoạch giao hàng. 3. Xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch sản xuất, giao hàng nhằm đáp ứng các kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ sản xuất và giao hàng. 4. Định kỳ đối chiếu số liệu sản xuất với bộ phận kho, bộ phận kế toán, đối chiếu số lượng sản xuất của từng công đoạn để phục vụ cho việc tính lương của các bộ phận. Yêu cầu sản lượng phải đúng, đủ theo đơn đặt hàng, không sản xuất thừa hoặc thiếu. 5. Thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất với các bộ phận liên quan như tổ sản xuất, kế hoạch vật tư, kho vận, kế toán, tư vấn bán hàng, kỹ thuật thiết kế. Yêu cầu các vấn đề vướng mắc phải được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. 6. Quản lý, sắp xếp công việc, đào tạo nhân sự bộ phận, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận liên quan hoàn thành nhiệm vụ. 7. Thực hiện công tác cải tiến và 5S tại bộ phận, vị trí mình phụ trách. 8. Đề xuất các phương án cải tiến nâng cao hiệu quả công việc. 9. Lưu trữ dữ liệu tối thiểu 3 năm. Sao lưu dữ liệu file mềm định kỳ mỗi tháng một lần vào ổ cứng chung của công ty. 10. Lập báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của cấp trên. 11. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên. Trên đây là tổng hợp 11 công việc, nhiệm vụ của trưởng bộ phận kế hoạch sản xuất cần phải làm. Để dễ dàng cho việc học tập, bạn có thể chụp màn hình để ôn tập lại. Rồi, cảm ơn các bạn thấy không? Công việc 11 đầu việc, nhưng mà thật ra nếu mà làm chính, họ làm khoảng 5 đầu việc là làm hàng ngày thôi. Còn lại thì nó có định kỳ, kiểu một tháng hoặc là 3 tháng mới làm. Rồi, mình đi tiếp đi ha. Rồi, cái slide này á, là để nó giúp cho các bạn hình dung được cái mối quan hệ giữa các cái loại hình sản xuất. Ở đây nó có ba cái trục nha các bạn. Các bạn nhìn cái trục đầu tiên bên trái á, là độ đa dạng của sản phẩm. Nó có hai cái mức độ là cao và thấp. Thì cái độ đa dạng mà càng ít, độ đa dạng càng thấp thì nó sẽ ở phía dưới ha. Tương tự như vậy, cái thời gian sản xuất nó có dài và ngắn, và cái số lượng này, dài hay ngắn. Thì mình ví dụ nè, make to stock là gì? Ví dụ như dầu gội. Dầu gội đầu á, thì nó không có cần nhiều loại, đúng không? Độ đa dạng nó là thấp. Rồi số lượng nó cũng ít, nó chừng một nhãn hàng, ví dụ như là Rejoice thì nó chừng khoảng mười mấy mặt hàng à, đúng không? Tùy theo cái packaging size khác nhau thôi. Rồi nó variant khác nhau thôi. Variant thì ví dụ như là Rejoice suông mượt, Rejoice mềm mượt, Rejoice bóng mượt, Rejoice các thể loại mượt. Đó, rồi tổ hợp với là cái dung tích của bao bì thôi, thì hiện ra được mặt hàng. Rồi, assemble to order thì nó là gì? Ráp theo yêu cầu. Ráp theo yêu cầu là gì? Ví dụ trong trường hợp là một số công ty sản xuất ô tô thì họ không có đi sản xuất từ những linh kiện, mà họ sử dụng các cụm linh kiện gọi là CKD. Thì khi mà họ khách hàng có yêu cầu thì họ ráp nguyên cái cụm nó vô, thì được cái gì? Thời gian nó nhanh hơn, order thời gian nó có nhanh hơn, và stock lúc nào nó cũng ready. Thì mô hình nó gọi là assemble to order, có nghĩa là số lượng được tiêu thụ nhiều. Thì ví dụ như các cái loại xe mà ô tô điện VinFast, ví dụ như VF3 là phiên bản giá rẻ, thì được kỳ vọng là cái số lượng đặt hàng rất là lớn. Thì họ không thể nào họ chờ có order, bắt đầu họ ngồi họ về, họ lên kế hoạch họ đi mua, mà họ sẽ mua những cái cụm. Một cái xe ô tô là nó có khoảng 20.000 cái linh kiện bên trong nha. Khoảng 15-20.000. Nhưng mà nếu cộng mà CKD, ví dụ như là khung gầm nè, đúng không? Rồi khung vỏ nè, rồi kính nè, rồi cửa nè, thì đâu đó thì nó được khoảng chắc vài trăm cái cục mà cần phải lắp, thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều, đúng không? Rồi. Trường hợp thứ ba là make to order. Ví dụ như mình cần đóng một đôi giày. Mình ra thì cái ông thợ bắt đầu đo kích thước, kích cỡ của mình, xong rồi chọn nguyên vật liệu, xong rồi đi mang. Thì những thứ đó là chỉ khi nào đi đặt thì họ mới làm, thì nó gọi là make to order. Thì các bạn để ý là Apple là công ty, cái mô hình của nó là make to order, nghĩa là khi mà các cái nhà bán hàng,
nhà bán hàng mà gọi là đại lý cấp 1 của Apple ở Việt Nam, thì ví dụ như là Thế Giới Di Động, ví dụ như là FPT Retail, ví dụ như là Cellphone S, đó là những đơn vị cấp 1, thì họ phải là người đặt hàng gửi tới Apple. Apple mới yêu cầu các nhà máy sản xuất theo cái đơn đặt hàng này. Ví dụ như một cái lô minimum order là phải 1.000 cái iPhone đi, thì là phải làm đúng cái số lượng tối thiểu đó thì họ mới sản xuất, gọi là máy chủ order. Hoặc là các cái nhà máy như là Nike này, Adidas này, Puma này, họ có những cái đợt, ví dụ như là thời trang mùa hè, thời trang mùa đông, thời trang mùa xuân, thì họ đưa ra các cái mẫu rồi họ yêu cầu các nhà máy sản xuất, thì các nhà máy ở Việt Nam làm gia công may theo các cái đơn đặt hàng này thì nó gọi là make to order. Còn một cái cấp độ cao hơn nữa có là engineer to order, có nghĩa là ông nói cái yêu cầu của ông thôi, tôi là người thiết kế ra luôn, tôi làm cho ông luôn. Thì ở đây là cái mức độ mà nó hơi gọi là hàng đọc đó. Đó, ví dụ như là bạn thiết kế cho tôi một cái xe hơi riêng, một cái phiên bản hạn chế, thì người ta sẽ phải chế riêng, ví dụ như chế riêng một cái xe dành cho Elon Musk đi. Thì nó là kiểu là ngồi nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng ra được một chiếc xe riêng hàng độc hàng hiếm luôn, gọi là engineer to order. Rồi thì các bạn hiểu cái ma trận này để các bạn ráp vô trong cái mô hình kinh doanh, nó sẽ khác nhau về cách làm planning nha. Thì đối với hàng tiêu dùng, phạm vi cuộc thi của mình là hàng tiêu dùng, thì nó sẽ rơi vào make to stock là chính. Rồi đi tiếp ha. Đây là cái giải thích thêm nha. Cái này thì nãy giờ mình nói rồi cho nên chúng ta sẽ bỏ qua ha. Rồi đi tiếp. Rồi phân loại. Rồi khi mà các bạn chọn cái đề tài là supply planning, thì supply planning nó là một cái thứ nó bao trùm các khâu, bao gồm là kế hoạch sản xuất, kế hoạch tồn kho, kế hoạch nguyên vật liệu. Thì hết cái nhiêu đó thì nó ra supply planning, và nó là hai cái trụ cột ở trong một cái mô hình nó gọi là S&OP, Sales and Operation Planning. Thì cái phân loại về planning nó có nhiều cái tên gọi, từ strategic planning, từ tactical planning hay là production planning. Thì nó có chung một chữ là planning, nó là lập kế hoạch. Thì lập kế hoạch là một quá trình nó lấy những cái đầu vô, những cái dữ liệu, những cái thông tin đầu vào, ngồi cộng trừ tính toán nhân chia để trả lời những cái câu hỏi mà các phòng ban khác nó cần. Ví dụ chúng ta cần sản xuất cái gì, số lượng bao nhiêu, khi nào sản xuất, bán vào lúc nào, đúng không? Thì tất cả những cái công việc đấy thì đó là việc của người làm planning. Tổ chức sự kiện cũng phải có người planning. Các bạn mà đang tham dự sự kiện này thì có nguyên một cái ban tổ chức, họ phải ngồi họ hoạch định là đây là cái nhu cầu của các bạn sinh viên nè, rồi đây là phía nhà tuyển dụng nè, vậy thì chúng ta phải tìm đơn vị tổ chức cuộc thi, tổ chức đào tạo này, tiếp nhận thực tập này, rồi giám khảo cuộc thi này, để kết quả là tuyển chọn ra những bạn phù hợp nhất đó. Rồi thì đấy là cái phân loại hoạt động planning. Thì các bạn chỉ đi sâu vào supply planning. Supply planning là bạn phối kết hợp của bao gồm cái mục số 6 là production planning, ông số 10 12 là procurement, tức là material requirement planning. Trong này nó phải có cái hoạch định là cái nhân lực, là bố trí ca kíp để cho người ta làm ra cái hoạt động về sản xuất. Không sao đâu, mình sẽ đi tiếp. Rồi, ở đây mình ví dụ cho các bạn một cái demand planning. Đó là đối ứng với phía supply thì chính là demand. Demand nó được hiểu như vậy. Demand là cái nhu cầu của thị trường mà chúng ta phải dự báo. Thì các bạn nhìn ha, số 3, số 2, số 1 là nó gọi là trừ 3, trừ 2, trừ 1 này, gọi là min trừ 3, min trừ 2, min trừ 1. Có nghĩa là
cách đây 3 tháng, 2 tháng và 1 tháng. Đấy được gọi là historical, tức là những thứ số liệu thực tế đã diễn ra, gọi là dữ liệu lịch sử, historical data. Rồi, còn nhiệm vụ của chúng ta là tháng này và các tháng sau thì nhu cầu nó như thế nào, là chúng ta phải đưa ra cái dự dự báo hay dự đoán. Thì cái dự báo hay dự đoán này á, đối với hàng tiêu dùng thì nó phải dựa trên cái bản chất sử dụng của sản phẩm. Ví dụ sản phẩm của chúng ta là dầu gội đầu thì mình nói như hồi nãy, quy mô của thị trường là một ngày, nhu cầu của thị trường là 200 triệu ml và năng lực của chúng ta chỉ khoảng được 300 đến 400 ngàn ml, và chúng ta đang cạnh tranh với khoảng 10 nhà, 10 cái nhãn hiệu dầu gội khác nhau. Công suất của tổng của các ông đấy là mới có 150.000 ml. Như vậy là thị trường này đang thiếu cung, thiếu thiếu hàng, thiếu hàng thì chúng ta tăng hàng lên để chúng ta chiếm lĩnh những phần mà khách hàng chưa dùng tới. Còn ví dụ như tổng thị trường nó là có 200 triệu mà tổng sản xuất nó tới 300 triệu thì tất ra rồi kiểu này là cạnh tranh gắt gao rồi, hạ giá rồi, quảng cáo thiếu nợ luôn. Ví dụ vậy thì cái quá trình đấy là đòi hỏi cái ông planning á, là ông phải tiếp nhận thông tin từ rất nhiều bên để ông thực hiện được. Thì các bạn nhìn vào cột bên phải này, khi mà làm về demand đó là cái current demand đã bằng cái dự báo của kỳ trước, rồi nó đưa vào các cái factor điều chỉnh. Các factor điều chỉnh đó là nó phụ thuộc khá nhiều vào lead time, là cái thời gian sản xuất, và inventory turnover là vòng quay tồn kho. Ví dụ trong trường hợp này nó ghi 2 tuần, có nghĩa là thời gian sản xuất từ lúc order tới lúc mà nó sản xuất xong là 2 tuần. Rồi vòng quay tồn kho có nghĩa là nhập hàng vô thì 2 tuần sau bán ra hết để nhập cái đợt tiếp theo. Đấy là những cái con số mà bạn sẽ cần phải quen thuộc khi bạn làm planning. Rồi, tiếp ha. Rồi, mình sẽ nói slide xong, này xong thì sẽ nhờ chị Hương sẽ nối phần tiếp theo. Thì cái ý mình muốn nói với các bạn là planning là một cái nghề mà nó phải tương tác với rất nhiều phòng ban liên quan. Ừ, ví dụ trong này là demand manager, các bạn phải nói chuyện được với marketing, nói chuyện được với sale, nói chuyện được với bên sản xuất, nói chuyện được với khách hàng luôn nha. Các bạn làm planning không phải ngồi văn phòng đâu, cũng phải đi ra thị trường, cũng phải nói chuyện với khách hàng để hiểu được cái thị trường nó đang như thế nào, một cách nó có góc nhìn riêng của người làm planning đó. Thì cái role planning rất phù hợp với các bạn có background làm học về kinh tế, đòi hỏi các bạn có kiến thức xã hội, hiểu được nhiều bên, tương tác được với con người, ảnh hưởng được người khác, và cũng phải biết cái kỹ năng xử lý dữ liệu, tính toán cộng trừ nhân chia. Cái phần cộng trừ nhân chia thật ra nó không quá quan trọng nha các bạn. Các bạn đều được dạy, tại vì không ai làm liều mà đưa cho các bạn kêu mà dự báo đây. Người ta đã có kinh nghiệm, người ta đã có cái công thức hết, thì người ta chắc chắn người ta sẽ dạy cho các bạn. Nhưng cái phần mà người ta sẽ không dạy đó là năng lực của các bạn trong việc giao tiếp, trong việc tạo ảnh hưởng đến người khác, trong cái việc là đưa ra cái nhìn nhận của vấn đề. Được không? Thì đấy là cái ý mà mình muốn nhấn mạnh khi mà các bạn muốn theo đuổi cái công việc planning nói chung và supply planning nói riêng. Cảm ơn các bạn nha. Xin nhường lời lại cho chị Hương ha. Xin cảm ơn phần chia sẻ từ anh nha. Các bạn ơi, sau những lời chia sẻ hết sức bổ ích và thú vị đến từ anh Trần Duy Khiêm, thì chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong 5 phút nha. Và sau giờ giải lao sẽ là phần 2 của buổi training với rất là nhiều điều thú vị cùng với những thông tin bổ ích khác nữa. Vì thế mà các bạn hãy nhớ chú ý quay trở lại đúng thời gian để có thể lắng nghe trọn vẹn những kiến thức nha. Thank you.
Các bạn ơi, thời gian nghỉ giải lao đã kết thúc và chúng ta hãy cùng quay trở lại phần 2 của buổi training hôm nay nha. Để tiếp tục buổi training thì Quỳnh Giao xin kính mời chị Hương chia sẻ đến các bạn những kiến thức sâu hơn về chủ đề cuộc thi năm nay, Supply Planning. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ và nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy ghi chú để có thể được chị giải đáp thỏa đáng trong phần Q&A phía sau. Và Quỳnh Giao xin mời chị Hương chia sẻ cùng mọi người. Xin trân trọng kính mời chị. Xin chào tất cả các bạn. Thật ra là hôm nay chị cũng rất là vui vì được chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Chị cũng là một sinh viên của UEH K31, cho nên buổi hôm nay hy vọng là chia sẻ một số kiến thức để mà có thể giúp các bạn trong cái cuộc thi sắp tới thành công hơn. Thì chị sẽ đi, thật ra là về supply và demand planning ấy, thì nó là một cái quy trình hầu như tất cả các doanh nghiệp vận hành họ đang rất là struggle và luôn luôn phải tìm cách để mà cải thiện nhiều hơn để mà đạt được các cái chỉ số tối ưu về vận hành. Do đó một cái buổi mà 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ trong buổi hôm nay ấy, thì bản thân chị Dành Kim sẽ không thể chia sẻ quá sâu và quá nhiều. Tuy nhiên là hy vọng sẽ giúp các bạn có được một cái bức tranh tổng thể, và sau đó sau khi mình đã có một cái base rồi thì mình sẽ có thể là đi sâu để tìm hiểu thêm chi tiết về những cái khó khăn, những cái vướng mắc và những cái giải pháp để làm sao mà cải thiện trong cái công tác mà demand và supply planning ha. Cho chị xin slide slide đi bé. Rồi, ở đây là một cái sơ đồ, nó khá là nhìn vô thì khá là phức tạp ha. Thì mình sẽ chia làm ba cái nhóm chính. Thứ nhất, các bạn có thể nhìn phía bên tay trái của mình đó, nó sẽ là demand side, là những cái hoạt động liên quan tới cái việc mà mình dự báo nhu cầu. Nó sẽ bao gồm là những cái bước như sau, ví dụ như là forecast từ các bộ phận kinh doanh. Thông thường là các bộ phận kinh doanh khi mà nhận sale đó, họ sẽ đưa những cái forecast về, à ok tháng này, tháng sau hoặc 3 tháng nữa sản lượng mà forecast của sale là con số A. Sau đó là sau khi mà có cái forecast từ sale thì sẽ có demand management, sẽ là cái bước mà demand planning sẽ từ cái forecast đó để đánh giá lại là thực sự cái forecast này nó có hợp lý hay không. Thứ nhất, hợp lý về mặt thị trường hay không, tại thời điểm đó hay không, hợp lý về mặt historical data, giống như anh Kim có nói về cái chart hồi nãy á, historical data của mình nó có phù hợp với cái forecast sắp tới hay không, và những cái nhu cầu thị trường trong thời gian tới. Ví dụ như là mình nói ví dụ thời điểm này đi, là mùa Tết, gần mùa Tết đi, thì ví dụ như tháng tháng 8, tháng 9, tháng 10, nhu cầu và thực tế bán hàng của sale đâu đó là khoảng, chỉ nói về doanh thu đi, khoảng 100 tỷ một tháng. Tuy nhiên tháng 11, 12, tháng 1 forecast của sale có thể là lên 150, 200 tỷ. Thì bản thân các bạn demand planning á, bạn sẽ đánh giá được là tại sao nó tăng như vậy. Lý do là tại vì mùa Tết, ví dụ. Còn nếu như không phải là mùa Tết thì nó có cái điều gì đó bất thường mà thị trường hay không dẫn tới cái việc mà forecast của sale tăng như vậy, hoặc là những thời điểm mà forecast giảm. Ví dụ chị nói là về một cái viện công ty về thực phẩm đi, thực phẩm về thịt heo hoặc thịt gà đi, thì ví dụ những cái giai đoạn mà tháng tháng rằm tháng 7 chẳng hạn, thì chắc chắn là forecast của sale đưa về chắc chắn sẽ giảm, tại vì rằm tháng 7 thì họ không có ăn thịt mà ăn chay. Dẫn tới khi mà cái bạn demand planning á, bạn phải nhận định được như anh Kim có nói á, là bạn phải rất là hiểu về mặt thị trường để các bạn đánh giá được là forecast của sale đưa về có đúng hay không. Lúc đó demand planner á, sẽ là người challenge lại sales là ok, tại sao forecast của bạn như vậy, tại sao forecast của bạn tăng, tại sao forecast của bạn giảm, tôi có quyền không cho bạn tăng forecast được hay không. Lý do tại sao thì đó, đây là một cái sự giao tiếp qua lại giữa sale và demand planner để các bạn ra một cái con số forecast demand hợp lý nhất để mà tránh cái rủi ro cho doanh nghiệp. Sau khi có demand plan rồi thì mình sẽ có một cái distribution requirement planning. Nó cũng là một phần của demand luôn. Ví dụ như là hàng hóa của tôi forecast ở các khu vực nào, bán ở đâu, ở khu vực nào nó sẽ phù hợp với cái thị trường của khu vực đó hay không. Thị trường đó tại thời điểm đó sản lượng họ tăng, thị trường khác, khu vực khác thì sản lượng giảm. Thì cái đó là những cái mà nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc tăng giảm của demand plan. Sau khi mà demand plan đã ra được cái demand planning rồi thì sẽ tới cái khúc ở giữa mà các bạn sẽ thấy là strategic planning á. Cái khúc này nó sẽ là một chuỗi
Các cái sự kiện như anh Kim có nhắc tới là S&OP, ở đây là Sales and Operation Planning. Nó là một cái sự S&OP ở đây nó là một chuỗi các cái meeting, các cái thảo luận giữa hầu như sale và tất cả các bộ phận operation để làm gì, để mình biết được là demand của sale như vậy thì khả năng đáp ứng của operation như thế nào, bao gồm là production plan, sản xuất có đáp ứng được hay không. Ví dụ chỉ ví dụ như là sale họ có nhu cầu sản xuất trong một tháng 100 tấn hàng đi. Tuy nhiên là trong 100 tấn hàng về kế hoạch sản xuất, nhà máy có đáp ứng được sản lượng đó hay không? Thì lúc này production plan phải review đánh giá lại về thứ nhất về nguồn lực, về nhân sự nè. Thứ hai là về công suất của máy móc nè. Để xem là có thể đáp ứng được cái nhu cầu của sale hay không, để mà mình điều chỉnh cái demand cho nó hợp lý. Nó sẽ sau khi mà nhà máy review thì họ sẽ có một cái master production schedule, có nghĩa là một cái kế hoạch sản xuất chi tiết. Ví dụ như là sale họ có forecast là 100 SKU đi, 100 cái loại hàng hóa khác nhau, thì production master production schedule sẽ ra một cái kế hoạch trong vòng một tháng tới ngày nào sẽ sản xuất cái gì, thì cái này nó sẽ là master production schedule thuộc vào phần planning của nhà máy. Khi mà nhà máy đã có cái người ta gọi là NPS á, thì nhà máy đã có kế hoạch sản xuất rồi, thì từ kế hoạch sản xuất đó thì sẽ tới bộ phận thu mua. Thu mua sẽ là một cái material requirement planning, có nghĩa là kế hoạch về nguyên vật liệu cần thiết. Ở đây nó sẽ là ví dụ như là các bạn sẽ khi mà làm planning về material, các bạn sẽ đánh giá được là MOQ mua hàng, thứ nhất là cần mua cái gì đã, để mà sản xuất cái sản phẩm đó thì tôi cần mua những cái loại hàng hóa gì, với số lượng bao nhiêu, tại thời điểm nào tôi sẽ bắt đầu mua, tại thời điểm nào giao hàng, tại thời điểm nào tôi nhận hàng, và kho của tôi có đủ sức để chứa cái lượng hàng hóa đó hay không. Thì đó là một chuỗi các cái chỉ số để mà các bạn đánh giá được, là sau đó các bạn sẽ lên một cái plan về mua hàng, loại hàng nào sẽ mua vào ngày nào, số lượng bao nhiêu, khi nào giao hàng, rất là chi tiết. Cái cột các bạn sẽ nhìn thấy cái cột phía bên phải ngoài cùng đó, đó là capacity planning như chị có nói đó, đó là những cái năng lực mà mình dùng để mà mình làm S&OP nè, mình làm NPS nè, và mình làm MRP. Thì những cái này là những cái mà để support cho câu chuyện là mình sẽ ra được một cái plan tối ưu nhất về từ việc mua hàng làm sao tối ưu nhất, rồi sản xuất làm sao tối ưu nhất, rồi sau đó đem phân phối ra khách hàng một cách tối ưu nhất. Thì đây là một chuỗi các cái planning trong một cái doanh nghiệp mà hiện tại bây giờ các cái doanh nghiệp họ đang vận hành. Cho chị qua slide tiếp theo nha. Nói về S&OP thì thật sự nó là một chuỗi các cái cuộc họp và các cái giao tiếp, nó rất là thật sự với cái trải nghiệm của chị nó rất là struggle. Theo thông tin chị biết thì khoảng 60-70% cái doanh nghiệp họ đang không vận hành tốt được cái S&OP này. Lý do tại sao? Lý do lại luôn luôn có những cái mâu thuẫn giữa forecast và cái người mà làm demand planning và supply planning. Tại vì khi trong cái cuộc họp S&OP này, mình sẽ định nghĩa một chút S&OP là gì ha. Thì S&OP đó là những cái cuộc họp mà trong đó là tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ phải ngồi lại với nhau để làm gì? Để mình cùng thảo luận nè, mình cùng thống nhất để mà lên được cái kế hoạch chi tiết cho từng cái hoạt động kinh doanh, với mục tiêu duy nhất là có cái quyết định để làm sao đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất cho công ty. Chị cũng đã từng thử vận hành một cái S&OP với những cái chuỗi mà thậm chí các bạn rolling forecast planning, demand supply planning hàng tháng, và trong một tháng đó thậm chí mọi người phải họp tới 4 lần, có nghĩa là mỗi tuần các bạn đều phải ngồi để mà review và rolling lại cái kế hoạch của từng bộ phận lại, để mà làm sao đảm bảo là mình thông tin mình kịp thời, mình update kịp thời, để mình tránh những cái rủi ro về việc tồn kho, tránh rủi ro về việc thiếu hàng. Thì đây là những cái hoạt động mà giúp cho doanh nghiệp tối ưu về mặt để làm sao cho cái doanh nghiệp nó có hiệu quả nhất. Đây là những cái chuỗi, không cái sự kiện mà các cái bộ phận trong doanh nghiệp á, họ phải luôn luôn phải có một cái nhìn chung về một cái mục đích. Tại vì khi mà các bộ phận mà đã conflict với nhau á,
Thì ví dụ như chị ví dụ đi, sale luôn luôn nói là tháng sau tôi bán được 200 tấn. Tuy nhiên demand planning luôn luôn nói là tôi không tin bạn bán được 200 tấn. Tôi chỉ cho rằng bạn bán được 150 tấn thôi vì các cái điều kiện thị trường như vậy, vì history data như vậy. Thì đó, bản thân điểm giữa demand planning và sales đã luôn luôn có những cái mâu thuẫn đó rồi. Đối với nhà máy cũng vậy. Về mặt nhà máy thì họ cũng phải tối công suất. Ví dụ như là nếu như mà mình đi theo cái plan mà 200 tấn một tháng đi, thì nhà máy sẽ phải tuyển người nè. Nhà máy sẽ phải sắp xếp làm sao để mà đáp ứng kế hoạch 200 tấn một tháng. Tuy nhiên nếu như không đạt thì sao? Người tôi tuyển vô rồi, nhà máy tuyển vô rồi, nếu như không làm 200 tấn thì sao? Có phải là lãng phí không? Cho nên định cái việc mà nhà máy họ cũng cũng phải rất là challenge lại demand là tại sao tôi cần phải chuẩn bị với số lượng 200 tấn thay vì tôi chỉ chuẩn bị 150 tấn thôi. Cái đó cũng là một cái struggle trong cái cuộc họp, mọi người sẽ rất là thường phải tranh luận với nhau và phải quyết định một cái mục đích chung. Với mua hàng cũng vậy, tương tự ha. Nếu 100 nếu mà 200 tấn thì tôi sẽ mua đủ MOQ và tôi sẽ có được cái lợi ít nhất về mặt giá của nguyên vật liệu. Tuy nhiên nếu như 150 tấn á, thì tôi không đạt được MOQ về mua hàng cũng như là tôi không được có cái giá tối ưu. Thì cho nên những cái mâu thuẫn này hoặc là những cái challenge lẫn nhau này nó giúp cho cuộc họp S&OP nó trở nên rất là luôn luôn rất là căng thẳng để mà mình đánh giá được mình nên đi theo hướng nào và quyết định như thế nào. Do đó các cuộc họp S&OP này đa phần là những cái người mà họ là lead của các bộ phận á, họ phải có những cái quyết định cùng nhau và thống nhất cùng với nhau để mà ra được một cái quyết định chung và mục tiêu chung để mà cùng hoạt động. Thật ra S&OP này nó sẽ có rất là nhiều cái lợi ích nếu như mọi người vận hành đúng nha. Ví dụ chị nói là lợi ích thứ nhất là nó sẽ liên kết các bộ phận rất tốt, tại vì đây là những cơ hội để mà các bộ phận cùng ngồi lại với nhau để mà họ cùng thảo luận, cùng thống nhất về mục tiêu và quyết định chung cho tổ chức. Thứ hai là nó sẽ dẫn tới, nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm tồn kho, tại vì khi mà các bạn lên plan mà nó không chính xác á, lên plan mà thiếu thì đương nhiên là mà mình mất khách hàng rồi, còn lên plan dư á thì cái lượng tồn kho nó sẽ tăng cao dẫn đến một những cái rủi ro rất lớn về mặt cash flow, về mặt tồn kho cho doanh nghiệp. Tồn kho là tiền mà, cho nên khi mà tồn kho cao thì đó là những cái rủi ro. Đặc biệt như anh Kim vừa nãy có chia sẻ đó, sau đợt dịch Covid á, thông thường các cái doanh nghiệp đều bị tồn kho tăng cao. Lý do tại sao? Trong thời điểm dịch, đặc biệt những công ty hàng thực phẩm đi thì họ bán được rất tốt, dẫn tới họ dự đoán thị trường rất là tiềm năng. À tôi bán ở trong đợt dịch tôi bán được 1.000 tấn nè, chắc chắn sau dịch tôi sẽ bán được 2.000 tấn, 1.500, 2.000 tấn. Dẫn đến là khi mà thời điểm sau dịch, ngay sau dịch đó, là mọi người chuẩn bị một cái kế hoạch tăng sản lượng rất lớn, dẫn tới mà khi thị trường nó không được như kỳ vọng, thị trường đao xuống và tiêu dùng cắt giảm thì dẫn đến là tồn kho tăng cao. Do đó sau đợt dịch Covid đó là cái thời điểm mà các doanh nghiệp họ tránh chịu rất nhiều cái chi phí liên quan đến tồn kho tăng cao. Bởi vì những cái cuộc họp S&OP này nó không đem lại một cái tính chính xác nhất định cho kế hoạch. Thứ ba nữa là có thể giúp giảm giá thành nếu S&OP này hiệu quả. Tại vì sao? Tại vì nếu S&OP hiệu quả thì mình sẽ tối ưu được kế hoạch sản xuất nè, mình sẽ tối ưu được về thu mua nguyên vật liệu nè, giảm tồn kho nè, cho nên chắc chắn là cái chi phí sản xuất của mình nó sẽ giảm. Ý thứ tư nữa đó là giúp cho đảm bảo cho tiến độ sản xuất và tăng trải nghiệm của khách hàng. Lý do là khi mà mình plan đúng và plan đủ thì cái kế hoạch của mình nó luôn luôn matching với nhu cầu của khách hàng, do đó là khách hàng họ luôn luôn có đủ hàng, không bị thiếu hàng, cũng giống như là đảm bảo về thời gian giao hàng, đảm bảo về việc giao hàng đúng và đủ, dẫn đến nó cũng làm tăng cái trải nghiệm của khách hàng nữa. Thì đó là những cái lợi ích khi mà mình tổ chức được những cái cuộc họp S&OP nó hiệu quả. Thế chị xin slide tiếp theo. Ở đây thì nãy chị cũng có chia sẻ là ví dụ ở đây mình nhìn sâu về kế hoạch MRP một xíu ha. Về kế hoạch nguyên vật liệu. Ở đây mình sẽ đánh giá được là ví dụ mình nhìn thấy cái phần inventory status đó, master product schedule nè. Khi mà mình có một cái MPS là một kế hoạch sản xuất thì mình sẽ biết được là mình phải sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu và khi nào mình cần phải sản xuất và khi nào cần phải hoàn thành cái thành phẩm để mà có sẵn available tồn kho cho khách hàng.
Sau đó là mình sẽ có những cái đánh giá được là cái inventory status. Ví dụ tôi biết là tôi cần phải sản xuất cái gì rồi thì tôi sẽ biết được là tôi sẽ cần phải mua nguyên vật liệu gì. Vậy thì những nguyên vật liệu đó của tôi đánh giá là như thế nào? Nguyên vật liệu đó của tôi có đang còn tồn trong kho bao nhiêu? Có đủ để mà sản xuất cái master production schedule trong thời gian tới hay không? Hoặc là trong bao lâu? Trong 1 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng? Lượng nguyên vật liệu tôi đã order rồi và đang giao hàng là bao nhiêu? Sắp tới tôi không order tiếp nhưng mà nó sắp tới trong kho nó không có, nhưng mà tôi đã order rồi và đã giao hàng rồi, thì 1 tuần nữa nó giao hàng thì có nghĩa là 1 tuần nữa tôi đã có đủ nguyên vật liệu rồi, thì tôi đâu cần phải order thêm. Rồi lượng nguyên vật liệu nào đã order nhưng mà chưa giao hàng, thì những cái đó là những cái mình phải đánh giá được là cái nguyên vật liệu mình nó sẽ nhập kho tại thời điểm nào như thế nào để mình đánh giá. Còn nếu mà trong cái quá trình toàn bộ cái lượng mà đã giao hàng, đang giao hàng và đã order rồi mà nó không đủ thì tôi sẽ phải order tiếp cái lượng là bao nhiêu, và tôi phải đánh giá được cái lead time mà để giao hàng của nhà cung cấp là bao nhiêu. Đồng thời mình cũng phải đánh giá lại được là ok, tồn kho của tôi, tồn kho an toàn của tôi là bao nhiêu. Thứ nhất là về mặt kho, tồn kho. Thứ nhất là về mặt chi phí của nguyên vật liệu. Đó là chi phí nguyên vật liệu là cash flow rồi, là tiền rồi. Rồi chi phí lưu kho cũng là tiền. Cho nên luôn luôn mình sẽ có những cái về định mức tồn kho an toàn của từng loại nguyên vật liệu. Thường thường các công ty họ sẽ có những chính sách về tồn kho an toàn. Tồn kho an toàn thì nó cũng đương nhiên nó cũng phụ thuộc vào cái nhu cầu demand planning và forecast của sale nữa, tại vì tùy những thời điểm mà mình sẽ phải điều chỉnh cái tồn kho an toàn sao cho nó hợp lý nhất có thể. Thì về mặt inventory mình sẽ đánh giá được là tôi cần order cái gì và cần order khi nào để mà tôi lên plan. Các em có thể nhìn thấy là cái phần ở dưới là plan production hoặc là purchase order, thì ở đây mình sẽ biết là mình sẽ phải order cái gì nè. Và nếu mình lỡ order nhiều quá thì mình phải cancel như thế nào, cancel đơn hàng nào, cancel bao nhiêu để mà tránh cái việc tồn kho nó quá nhiều khi mà demand bị giảm. Còn nếu demand tăng thì nó dễ rồi, demand tăng thì mình sẽ order thêm, nhưng mà order như thế nào để đảm bảo cái tồn kho của mình nó không quá nhiều và nó không bị vượt cái tồn kho an toàn của mình. Bill of material ở đây nó có là những cái phần liên quan đến bán thành phẩm chẳng hạn. Ví dụ tôi sản xuất một cái sản phẩm xúc xích đi, hầu dung nhân khiêm nói là sản xuất một chai dầu gội đầu đi ha, thì ví dụ như là sản xuất dầu gội đầu thì từ nguyên vật liệu nè, từ những cái hóa chất, rồi tôi ra một cái sản xuất ra một cái dung dịch gọi là dung dịch dầu gội đầu nhưng tôi chưa đóng gói, thì cái đó cũng gọi là bán thành phẩm. Thì tôi phải khi nào tôi phải làm cái bán thành phẩm đó bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, thì để mà mình có đủ thời gian để mình làm cái thành phẩm cuối cùng, thì nó cũng là một phần trong cái MRP. Cho chị xin slide tiếp theo nha. Rồi, đây chị cũng sẽ đưa ra một cái cảnh báo cho mọi người biết là dự báo thì không bao giờ chính xác. Cho nên thường thường về các cái chỉ số về tỷ lệ gọi là độ chính xác của phần trăm chính xác của dự báo nhu cầu đó, thì thật ra là mình khoảng 80% chị nghĩ là đã là tốt lắm rồi. Cho nên đừng hy vọng là mình sẽ dự đoán 100%, nó sẽ không thể xảy ra đâu. Tuy nhiên ở mọi người có thể nhìn thấy ở cái dòng sọc sọc màu xám á, tức là demand bằng với forecast, có nghĩa là forecast của sale ra 100 tấn và demand planning cũng quyết định là ok, tôi sẽ sản xuất 100 tấn. Tuy nhiên là cái số này giống như mình nói đó, khó để mà đạt được 100% lắm. Trừ trường hợp một số cái trường hợp ví dụ như là mình nói là những cái mô hình sản xuất như anh Kim có giải thích đó, là ví dụ như EOT hay là ATO hoặc là make to stock đó, hoặc là make to order đó. Chứ còn make to stock thì thường thường sẽ này nó rất là khó để mà mình đạt được cái demand và forecast nó bằng nhau ha. Nếu như demand thấp hơn forecast thì sao? Demand mà thấp hơn forecast á thì sẽ bị thiếu hàng, dẫn tới là mình mất doanh thu. Còn nếu như mà demand á mà nhiều hơn forecast thì sao? Demand mà nhiều hơn forecast dẫn tới là sản xuất nhiều hơn cái mà có thể bán được, thì dẫn đến mình sẽ bị stock tồn kho rất nhiều, dẫn tới là lãng phí tốn nguồn lực. Thường thường cái việc mà mình demand planning á, mình nên dự đoán thấp hơn forecast á, hay là nhiều hơn forecast á,
đó là một cũng là một câu hỏi rất là đau đầu cho những cái expert luôn, chứ không phải là bất kỳ một bạn nhân viên planning đâu. Các anh các chị sẽ luôn luôn có một câu hỏi là khi nào thì tôi demand plan của tôi nhiều hơn forecast, và khi nào demand plan của tôi thấp hơn forecast. Thì cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái năng lực của cái người demand, cái bạn demand planner và demand manager. Họ đánh giá được thứ nhất là về historical data, thứ hai là về thị trường. Giống như anh Kim có chia sẻ là demand nó phải ra thị trường thì mới hiểu được thị trường như thế nào để mà đánh giá được là forecast của sale đúng hay sai, và mình nên demand nhiều hơn forecast hay là demand thấp hơn forecast. Nó cũng tùy thuộc vào thời điểm. Có một cái phần nữa mà chị cũng đã từng nghe một cái anh expert chia sẻ là tùy thuộc vào người sếp của mình nữa. Thật sự cái người sếp của mình đó, họ chấp nhận thôi, thà mất cơ hội một chút nhưng mà tôi không bị overstock, tôi không bị tồn kho, tôi vẫn kiểm soát được cash flow, tôi chỉ mất khách hàng thôi. Tuy nhiên cũng có những người quản lý á, thì họ cho rằng là tôi không bao giờ tôi đánh mất khách hàng, thà tốn tiền tồn kho, tốn tiền stock out và chấp nhận rủi ro chứ không bao giờ chấp nhận mất khách hàng. Thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái người sếp của mình ha. Khi mà các bạn đi làm, các bạn sẽ biết được cái người sếp của mình đó, họ đi theo cái hướng nào, họ mong muốn chuyện gì, và công ty của mình đó, họ mục tiêu của họ là gì, làm không mất khách hàng hay là họ chấp nhận rủi ro. Thì cái nó cũng sẽ tùy thuộc để mà mình có những cái quyết định cho câu chuyện là xác định demand nó phải như thế nào. Cho chị xin slide tiếp nha. Rồi đây, mình sẽ nói về khung thời gian lập kế hoạch. Hồi nãy các bạn có nhìn thấy cái slide mà anh Kim chia sẻ về cái slide mà có history data và cái dự báo trong tương lai á. Thì ví dụ cái slide đó anh Kim đó có nhìn thấy là history core data trong 3 tháng và plan trong vòng 12 tháng tiếp theo. Thì ví dụ như mình plan luôn luôn mình rolling planning trong vòng 12 tháng đi. Thì ví dụ ở đây mình có thể thấy là frozen zone á, có nghĩa là những cái thời điểm gần nhất, 3 tháng gần nhất. Hoặc đây mình cho là tháng đi, mình định nghĩa đây là tuần đi. Định nghĩa đây là tuần thì trong 3 tuần gần nhất á, mình không được phép thay đổi nữa. Nó cố định rồi, tại vì khi mà thay đổi ở chỗ này á, đó là một cái chuỗi rất là phức tạp. Sản xuất đã xác định là sản lượng sản lịch sản xuất rồi, thu mua cũng đã thu mua về cái lượng đủ để sản xuất rồi. Nếu như mà mình muốn giảm hơn á thì nó sẽ ảnh hưởng tới sản xuất. Nó không ảnh hưởng tới nguyên vật liệu nhưng sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, về kế hoạch sản xuất, về chi phí sản xuất. Tuy nhiên nếu mà mình tăng hơn á thì khả năng sản xuất vẫn đáp ứng được đi, có thể đáp ứng được. Tuy nhiên là khả năng nguyên vật liệu mình có đáp ứng được hay không thì là mình cũng phải tính toán rất là cân nhắc rất kỹ, dẫn đến trong trong thời gian thông thường là từ 1 đến 3 tuần, hoặc thậm chí là 1 2 tuần đó, đến 3 tuần là mình trong cái khoảng thời gian này là mình phải cố định. Thì cái này nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, họ sẽ có những cái khung thời gian khác nhau. Ở đây mình chỉ là một cái ví dụ thôi ha. Trong 3 tuần đầu tiên sát gần tiếp theo á, mình không thay đổi bất kỳ một kế hoạch nào nữa. Tuần thứ tư đến tuần thứ 16 mình có quyền thay đổi về thời gian nha. Ví dụ thay vì tôi sản xuất tuần sau 4, tôi có thể sản xuất delay vào tuần 6, tôi có thể sản xuất delay vào tuần 10. Thì những có một số cái tính linh động mà mình có thể thay đổi trong cái khung thời gian này để nó không ảnh hưởng tới tất cả các bộ phận khác. Hoặc là những cái khoảng thời gian gian mình thấy là liquid zone đó, là những cái thời gian nó xa hơn rất nhiều, thì mình hoàn toàn mình có thể thay đổi. Tại vì mình có rất là nhiều thời gian để mà mình sắp xếp lại và mình kế hoạch lại. Thì đây là một cái ví dụ về cái việc mà có những ba cái khung thời gian là không thể thay đổi, có thể thay đổi một số và có thể thay đổi toàn phần. Cho chị xin slide tiếp theo nha. Ở đây cũng là một ví dụ để mà mình nhìn thấy rõ hơn về khung thời gian lập kế hoạch thôi. Rồi, mình sẽ nói một chút về cái việc simulation cho cái việc mà lead time của khi mà order nguyên vật liệu ha. Ví dụ các bạn có thể thấy là đây là production of D của cái nguyên vật liệu D này, phải sản xuất của cái sản phẩm D là trong vòng 1 tuần, 2 tuần để sản xuất cái sản phẩm B, 2 tuần để sản xuất cái nguyên vật liệu E. Thì cái này là những cái lead time mà mình phải simulation trong cái quá trình mình làm blending á, mình phải biết được là cái lead time của từng cái nguyên vật liệu khi về đến nhà mình
Từ cái lúc đặt hàng nhà cung cấp tới lúc về kho là bao lâu? Rồi từ lúc về kho mà để mà sản xuất một cái sản phẩm á, tôi cần thời gian bao lâu, lead time bao lâu? Thì nó sẽ giống như là một cái plan ngược á. Ví dụ tôi cần thành phẩm tại thời điểm tôi cần thành phẩm là 100 tấn vào thời điểm cuối tháng 11, thì mình sẽ phải làm plan ngược lại. Ok, vậy tôi phải xuất nhập kho vào thời điểm ngày nào trong tháng 11, tôi phải hoàn thành sản xuất của cái thành sản phẩm đó vào ngày nào trong tháng 11. Đi ngược lại một chút là tôi phải nhập nguyên vật liệu, nguyên vật liệu A tôi phải nhập ngày nào, nguyên vật liệu B tôi phải nhập ngày nào. Vậy thì toàn bộ cái lead time của từng nguyên vật liệu nó cũng sẽ khác nhau, thì mình sẽ biết được là ok, tôi phải order nguyên vật liệu A tại thời điểm nào là trễ nhất, tôi phải order nguyên vật liệu B tại thời điểm nào là trễ nhất, để mà mình đảm bảo cái thời gian nguyên vật liệu cũng như là sản xuất để mà ra cái thành phẩm đúng hạn. Hồi nãy chị có nói nhiều về việc tồn kho trong cái S&OP và trong cái vận hành planning, thì tồn kho là một cái luôn luôn đó là một cái vấn đề rất là đau đầu của tất cả các doanh nghiệp. Làm sao để tồn kho tối ưu nhất? Chiến lược mua hàng như thế nào? Chiến lược sản xuất như thế nào để đảm bảo luôn luôn cái khách hàng của mình không bị thiếu hàng, luôn luôn khách hàng của mình gọi là just đúng, giống như là kiểu phải đúng đúng thời điểm. Mà đúng, ngày xưa chỉ có một cái vận hành kho đi, thì chỉ ví dụ vận hành kho kho distribution của center của Samsung á, thì có những cái nguyên vật liệu á, mà nhà cung cấp á, họ giao về trước thời hạn một ngày hoặc 2 ngày thôi cũng đánh giá là fail. Thì ngày xưa á, mình hay nghĩ là ok, giao trước thì tốt mà đâu có gì đâu mà fail ta, giao trước thì tốt đỡ trễ cái sản xuất. Nhưng thực chất á, là mình sẽ thấy là một ngày tồn kho 2 ngày tồn kho nó cũng là tiền, cho nên về mặt doanh nghiệp là không tốt, về mặt chi phí dẫn tới mọi thứ của mình nó phải rất là just in time để mà mình đảm bảo mọi thứ nó được tối ưu nhất về mặt chi phí và về mặt tồn kho. Về công cụ hỗ trợ và lập kế hoạch thì cái này thông thường các doanh nghiệp cũng sẽ tùy vào các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nhỏ thì mọi người thường dùng Excel để mà lên kế hoạch, còn những doanh nghiệp lớn thì thông thường họ sẽ dùng ERP, họ sẽ có những cái phần mềm về MPS, MRP để mà MPS để cho sản xuất lập kế hoạch sản xuất, MRP để mà cho thu mua lên kế hoạch nguyên vật liệu. Thì những cái công cụ này khi mà vào doanh nghiệp á, thì mình cũng sẽ được khi mà làm planning sẽ cũng sẽ có những cái hỗ trợ để mà mình thực hiện cái công tác planning của mình. Chỉ có ngoài cái việc mà công cụ á, thì có một số cái chỉ số đo lường á, chị sẽ gửi qua group chat để mọi người tham khảo ha. Chị có gửi cho giúp group chat á. Thì ví dụ như ở đây á, về mặt đo lường các cái hiệu quả của planning á, của S&OP á, thì mọi người sẽ thường có một số cái chỉ số ví dụ như sau ha. Ví dụ mình nói là phần trăm chính xác của dự báo, ở đây mình nói là forecast của sale á. Ví dụ như forecast của sale là 100 tấn thì thông thường là họ sẽ bán được bao nhiêu? Họ bán được 70 tấn, 80 tấn. Thì nó là 70 80%. Có những thời điểm sale họ chỉ đạt được 50% thôi. Thì cái này là về mặt forecast. Về mặt demand planning cũng vậy, mình cũng phải đánh giá được là phần trăm chính xác của demand planning là bao nhiêu. Ví dụ như là demand planning ra yêu cầu phải là phải làm 200 tấn và thực tế mình tiêu thụ được 150 tấn, 180 tấn, thì đó là những cái độ mình đánh giá được cái tính chính xác của cái dự báo. Thông thường là theo chị biết thì các doanh nghiệp tùy vào mô hình và tùy vào sản phẩm và tùy thị trường nữa. Tuy nhiên 80% có những cái một số cái lĩnh vực kinh doanh đó, ví dụ như thực phẩm đi, thì 70-80% là tốt rồi. Nhưng mà có những một số cái lĩnh vực sản phẩm đó, thì dự báo của họ là phải là 90-95%. Thì nó cũng sẽ tùy vào cái doanh nghiệp mình đang và tùy vào cái lĩnh vực kinh doanh và tùy vào cái thời điểm của cái doanh nghiệp đó họ đang ở thời điểm nào ha. Một cái chỉ số nữa đó là tỷ lệ giao hàng đúng và đủ, thì nó đánh giá cái việc mà cái kế hoạch MPS và kế hoạch MRP của mình có đảm bảo cho cái việc mà sản xuất đúng và sản xuất đủ để giao cho khách hàng hay không. Tỷ lệ đơn hàng tồn đọng cũng vậy nữa. Ví dụ mình nói là ok, tôi có nhu cầu 100 đơn hàng,
Nhưng mà hiện tại sale chỉ có thể giao được 60-70% đơn hàng thôi. Thì những cái đơn hàng còn lại tôi đang tồn đọng như vậy á, thì tôi sẽ phải xử lý tiếp theo những cái giai đoạn tiếp theo như thế nào. Tại vì demand của tôi làm quá thấp so với forecast, so với nhu cầu thực tế của thị trường, dẫn tới là tôi không có đủ đơn hàng để bán. Thì tôi phải đưa những cái đơn hàng đó vào những cái thời điểm tuần tiếp theo như thế nào để mà đáp ứng được cho khách hàng. Một cái tỷ lệ nữa đó là tỷ lệ giao hàng không đúng hoặc đủ do thiếu hàng tồn kho. Thì cái này nó cũng là hệ lụy của việc mà demand planning mình quá chắc á, mình không dám demand đủ sản lượng để mà cho sale bán hàng. Nó cũng là một cái dẫn tới là giảm cái doanh thu của doanh nghiệp, mình thấy rất là tiếc á, nếu mà mình không 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 plan đủ hàng để bán. Rồi tỷ lệ giao hàng chính xác và chủng loại và địa điểm cũng vậy. Ví dụ như là mình nói là giao hàng logistics distribution đi, kế hoạch giao hàng đi, kế hoạch kho, kế hoạch giao hàng, kế hoạch kho của mình là ok, tôi cần phải xuất 10 cái loại mặt hàng, tuy nhiên là tôi xuất có 9 loại à, còn thiếu mất một loại hàng rồi, và giao sai nữa. Thì đây là cái liên quan đến cái kế hoạch phân phối và kế hoạch giao hàng, nó thuộc bộ phận logistics, nó cũng nằm trong một cái phần của S&OP khi mà mọi người phải lên kế hoạch. Tỷ lệ hữu dụng về sản xuất, tỷ lệ hữu dụng kho bãi, ở đây có nghĩa là tỷ lệ mình tối ưu về sản xuất á. Ví dụ như là công suất của nhà máy của tôi là có thể được làm được 500 tấn lận, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi làm được có 100 tấn à, thì tôi không có utilization được cái sản xuất của tôi để đem đến chi phí tối ưu nhất. Tỷ lệ tận dụng về kho bãi, utilization của kho bãi, ví dụ như tôi nói là kho của tôi thuê một cái kho đó 1.000 m², nhưng mà thông thường á mình chỉ dùng khoảng 500 m² thôi, còn lãng phí 500 m². Thì có chăng là tôi nên thêm một cái kho nhỏ hơn hay không? Thì đây là những cái mình đo lường về mặt vận hành. Rồi lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu theo giá trị. Ở đây mình có nói là câu chuyện là khi mà mình giống như hồi nãy anh Thiên mới chia sẻ về cái bull whip á, là mình luôn luôn mình phải mua nhiều hơn so với cái nhu cầu forecast của sale muốn bán. Vậy thì cái lượng tồn kho nguyên vật liệu của mình á, giá trị đó là bao nhiêu? Thì giá trị này nó là tiền. Thì luôn luôn mình phải cân nhắc so sánh để mà mình trong cái kế hoạch của mình sẽ ok. Tôi biết nó bình thường cái giá trị tồn kho của tôi nó quá nhiều. Doanh thu của tôi có 100 tỷ à, mà tồn kho của tôi tới 120 tỷ lận. Đây là những cái vấn đề rất là rủi ro cho doanh nghiệp. Khi là tồn kho tăng cao dẫn tới là doanh thu thì có, bán thì lời đó. Nhưng mà sau cuối cùng doanh nghiệp vẫn lỗ, lỗ là do lỗ tồn kho. Cho nên về mặt S&OP này á, một trong những cái mục tiêu mà quan trọng nhất á, đó là kiểm soát tồn kho để đem lại cái giá trị và cái hiệu quả tối ưu nhất. Và một cái chỉ số nữa mà cũng liên quan đến planning đó là chi phí vận chuyển ha. Nó cũng là câu chuyện là tối ưu phân phối làm sao để mà mình có chi phí vận chuyển tối ưu nhất. Thì là một số cái chỉ số mà trong S&OP mọi người sẽ thường là đánh giá và cải thiện để mà mình có những cái hiệu quả tốt hơn cho doanh nghiệp. Ok team, phần chia sẻ của chị tới đây là hết. Team có Em thắc xin mắc cảm nào ơn thì em. mình có thể là raise lên giúp chị ha. Dạ, em xin cảm ơn phần những chia sẻ của chị nha. Dạ bây giờ em tiếp tục đi. Mình Dạ sẽ ông. đi vào cái case study luôn ha. Cho chị hỏi là mình sẽ review luôn cái case study này hay sao ta? Dạ không, dạ tiếp theo sẽ đến phần Q&A á chị. Ok. Đầu tiên thì em xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng sâu sắc đến từ chị. Và Quỳnh Nha tin chắc rằng mọi người ở đây sau khi lắng nghe những kiến thức bổ ích và chia sẻ thực tế của chị Hương thì đều đã có cho mình thêm nhiều kiến thức hữu ích
về chủ đề supply planning để chinh phục những vòng tiếp theo của cuộc thi Geologistics năm nay. Và sau khi lắng nghe những chia sẻ vô cùng bổ ích vừa rồi từ diễn giả thì chắc hẳn các bạn cũng đang có rất nhiều những câu hỏi đúng không nè? Vậy thì ngay bây giờ đây, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với Q&A. Đây chính là cơ hội để các bạn giao lưu và đặt câu hỏi trực tiếp cùng anh chị diễn giả. Vậy nên các bạn đừng chần chừ mà hãy nhấn nút giơ tay đặt câu hỏi để có thể nhận lại những lời giải đáp từ anh Kim và chị Hương. Và trước khi đặt câu hỏi thì các bạn đừng quên giới thiệu tên của mình để cho diễn giả biết nha. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi không? Các bạn giơ tay lên để đặt câu hỏi nha. Nếu mà không tiện bật mic thì các bạn có thể nhắn câu hỏi của mình lên khung chat. Mình sẽ đọc câu hỏi đó giúp các bạn. Dạ, có một bạn đặt câu hỏi là trong quá trình làm việc của chị thì chị gặp vấn đề nào trong supply planning ạ? Và chị và đồng nghiệp của mình có giải quyết được nó không ạ? Và em xin mời chị Hương trả lời nha. Thật ra là luôn luôn có đây. Thực ra như chị chia sẻ là cái việc mà supply planning trong và cái S&OP nó là một cái struggle của hầu như tất cả các doanh nghiệp, chứ không phải là bất kỳ một cái doanh nghiệp nào đâu. Thật ra là ví dụ như chị ví dụ ha, ví dụ như là mùa Tết này đi, chị chia sẻ về về doanh về cái công việc mà chị đang làm chút ha. Thì chị đang làm ở GreenFit, thì trong cái mảng GreenFit thì có mảng về thức ăn chăn nuôi là về feed, mảng farm là về trang trại, và một cái mảng nữa là về food. Thì chị đang ở trong team food, tức là team thực phẩm và cái thương hiệu The Kitchen đó. Thì ví dụ các bạn có thể thấy là chị xem một cái ví dụ chung chung thôi, là ví dụ như là mùa Tết này nè, tụi chị bán chả lụa và xúc xích rất nhiều. Chả lụa đi, mình nói về cái chả lụa đi. Về cái chả lụa thì mùa Tết năm nào cũng bán rất nhiều, và đó là một cái sản phẩm gọi là hero SKU của bên chị. Thì khi mà làm forecast đi, thì sales luôn luôn forecast là ok, ví dụ như là trong mùa Tết năm 2025 tôi cần 300 tấn hàng, thì mọi thứ mình sẽ chuẩn bị, mình chạy theo cái kế hoạch đó cách đây từ khoảng 4 đến 6 tháng trước rồi, chứ không phải bây giờ mình mới chạy. Và kế hoạch đó mình đã chạy từ 6 tháng trước rồi, và theo từ cái 6 tháng trước mình đã chuẩn bị đủ cho kế hoạch 300 tấn rồi. Tuy nhiên tới tháng 10 đi, tháng đầu tháng 11 ví dụ như, cách đây 2 3 ngày đi. Ok, sale đưa về một cái deal là tôi còn thêm 200 tấn nữa, tại vì tôi có một cái deal khách hàng, ví dụ như chị nói là bách hóa xanh đi. Đi rồi một cái deal với bách hóa xanh 200 tấn thêm nữa trong mùa Tết, có nghĩa là tăng gần 100% rồi. Ban đầu là 300 tấn nhưng mà sau đó tôi tăng thêm 200 tấn nữa ví dụ. Thì tại thời điểm này nó quá gấp đi. Nó quá gấp thì về mặt chuẩn bị là tôi không có rồi đó. Ví dụ như là chị nói là về việc nguyên vật liệu đi, tôi cần phải có đủ nguyên vật liệu là da heo, là mỡ heo. Tuy nhiên là bây giờ nó quá gấp, thì thông thường là mình sẽ sử dụng những cái nguyên vật liệu trong nhà mình có sẵn. Ví dụ nhà mình và công ty chị cũng có giết mổ heo nữa, thì thông thường là giết mổ heo thì mình sẽ chừa lại những cái phần mà mình dùng cho sản phẩm chế biến để mình làm. Ok, với cái kế hoạch 300 tấn tôi đã có lượng heo bán đủ để mà tôi xử lý cho 300 tấn sản phẩm chế biến rồi, sản phẩm chả lụa rồi. Tuy nhiên khi mà tăng 200 tấn nữa thì tôi không có chuẩn bị, vậy thì làm sao? Tôi phải đi mua ngoài. Mua ngoài thì phải tìm nguồn. Đương nhiên cái nguồn này là những cái việc mà mình về mặt purchasing họ đã phải backup trước rồi, luôn luôn trong cái quá trình họ họ làm việc họ cũng phải backup những cái list nhà cung cấp rồi. Ok, có những cái list nhà cung cấp từ ưu tiên từ 1 đến 5. Ai là nhà cung cấp chiến lược của mình? Tôi sẽ mua hàng thường xuyên, và thỉnh thoảng có những cái thời điểm mà tôi có thể là tăng hay giảm cái lượng 20% 30% theo kế hoạch. Tức là khi mà làm kế hoạch ban đầu mình đã có cái hợp đồng với nhà cung cấp rồi, tôi có thể tăng được 10% 20%.
So với những cái gì mà tôi đang order ổn định, đó là những cái nhà cung cấp số 1 mình sẽ liên hệ để mình mua nguyên vật liệu. Thứ hai là những cái nhà cung cấp mà gọi là mình không mua thường xuyên của họ, nhưng mà khi cần tăng hay giảm sản lượng một số lượng ít thì mình vẫn có thể mua được. Và mình cần đôi khi mình trong cái kế hoạch mình cần phải 2, 3, 4, 5 nhà cung cấp nhỏ như vậy để mình có được gom mỗi nhà cung cấp một ít cái nguyên vật liệu để mình đủ cho sản xuất. Hoặc là đôi khi mình sẽ phải mua với giá cao hơn, chẳng hạn nếu mà tôi không mua được với giá bình thường theo plan, nếu như mà bình thường theo plan mình đã lên sẵn á, tôi mua với có 5 đồng mà. Tuy nhiên trong những trường hợp mà mình mua phải gấp như vậy á, thì tôi phải mua 7 đồng, thì cái động tác của procurement sẽ là gì? Sẽ báo lại cho demand planning, supply planning, demand planning và sale là ok, vì bạn báo thời gian quá gấp cho nên tôi phải mua cái lượng nguyên vật liệu là như đây nè, với giá trị là 7 đồng một 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 đơn vị, thì cái total cái chi phí nguyên vật liệu của tôi á nó tăng lên bao nhiêu đây đồng. Thì về mặt tính toán của tài chính kế toán đi, thì nếu như nguyên vật liệu tăng bao nhiêu đồng đó thì cái lợi nhuận của công ty họ còn hay không. Nếu như lợi nhuận còn thì mình sẽ làm. Và khi mà tôi làm thêm 200 tấn nữa đó nữa thì đôi khi là cái gọi là chi phí sản xuất của tôi nó sẽ thấp hơn một chút. Mặc dù nguyên vật liệu của mình chi phí tăng nhưng mà chi phí sản xuất sẽ thấp hơn một chút, tại vì mình tăng được công suất nhà máy mà. Công suất nhà máy của mình tới 500 tấn lận. Bình thường kế hoạch có 300 mà bây giờ tôi tăng thêm được 200 tôi mừng chứ. Tại vì tôi tối ưu được kế hoạch sản xuất, tôi tối ưu được chi phí sản xuất dẫn đến chi phí sản xuất của tôi rẻ xuống. Chi phí sản xuất của tôi rẻ được 3 đồng, nguyên vật liệu của tôi tăng chỉ có 2 đồng thôi. Có nghĩa là tôi hoàn toàn tôi có thể làm cái điều này. Còn nếu như sau khi mình tính toán cân nhắc giữa supply planning, giữa thu mua, giữa nhà máy mà ok, tôi tăng 200 tấn này làm công ty thiệt hại nhiều hơn so với việc tôi bán 300 tấn, mặc dù doanh thu tôi tăng nhưng mà lợi nhuận P&L của tôi giảm, thì tôi có muốn làm hay không, đó là quyết định của business. Đó là tại sao chị nói cái cuộc họp SNSOB á, đó là cuộc họp tranh luận và thảo luận và thống nhất. Khi mà có bất kỳ sự thay đổi nào, có bất kỳ quyết định nào liên quan tới cái business đó, mọi người phải quyết định thì mọi người phải cùng ngồi lại, bao gồm cả sales nè, bao gồm cả nhà máy nè, bao gồm cả thu mua, là bao gồm cả logistics có đáp ứng được như đơn hàng đó hay không, có giao hàng kịp hay không, bao gồm cả finance vô để tính toán câu chuyện cân nhắc là ok, tôi làm cái deal này thêm tôi có lợi hay không hay là tôi thiệt không. Thì lúc đó là cái quyết định của cái người đứng đầu á. Tại sao mình nói cuộc họp SNOB cái người đứng đầu là CEO rất là quan trọng, tại vì cái quyết định của CEO trong cái việc là ok tôi có làm hay không, đó là quyết định của CEO và sự thống nhất của tất cả các phòng ban là tôi có làm hay không. Thì đó là một số cái mà một cái ví dụ mà để minh chứng cho các bạn thấy là trong cái quá trình mà làm supply planning á thì mình sẽ giải quyết như thế nào. Nếu mà chưa rõ thì bạn có thể trao đổi lại ha, có thể trao đổi thêm với chị. Em xin cảm ơn những lời giải đáp của chị Hương và cảm ơn câu hỏi của bạn Thảo nha. Thì tiếp theo là một câu hỏi của bạn Thế Anh. Dạ thưa chị, theo em biết thì trong quá trình vận hành thì mình sẽ phải đánh đổi hoặc ưu tiên một số KPI vì mình khó có thể đạt được cái KPI một cách hoàn hảo. Dạ vậy cho em hỏi là trong các KPI chị đề cập thì chị thấy KPI nào là quan trọng nhất để mình có thể ưu tiên ạ? KPI thì nếu mà nói về KPI thì KPI nào cũng quan trọng. Tuy nhiên mà để mà mình ranking cái KPI nào là quan trọng nhất á, thì giống như chị nói nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu của cái doanh nghiệp tại từng thời điểm khác nhau. Ví dụ như hồi nãy là câu chuyện chị nói câu chuyện là mình demand nhiều hơn forecast hay là demand thấp hơn forecast cũng vậy á. Là tại thời điểm đó người chủ của doanh nghiệp đó và doanh nghiệp đó và cái business đó họ muốn gì? Họ muốn đáp ứng nhu cầu của thị trường 100% để họ qua thị trường. Họ không muốn mất thị trường thì họ sẽ có những cái KPI là đáp ứng tối đa đơn hàng, mặc dù là chi phí sản xuất có thể là tăng cao, lợi nhuận không có, nhưng mà KPI về việc đáp ứng đơn hàng của họ là quan trọng nhất, thì họ sẽ tập trung vào cái mục tiêu là KPI đó là phải ưu tiên số 1. Trong các cuộc họp S&OP á thì họ sẽ đặt mục tiêu là cái KPI đó phải quan trọng là số 1, thì mọi người sẽ tập trung để mà có những phương án, có những giải pháp cho cái KPI đó được hoàn thành. Ví dụ có những thời điểm mà doanh nghiệp phải tối ưu về mặt chi phí, họ không có thể lỗ được nữa, họ phải có lợi nhuận, thì họ sẽ tối ưu về mặt là ok, tôi sợ rủi ro về tồn kho lắm, tôi sợ phải mua vật liệu nhiều dẫn tới cash flow của tôi cũng không có đủ để mà mua, thì tôi sẽ đặt cái mục tiêu là tồn kho của tôi bằng không. Tồn kho của tôi bằng không thì đôi khi tôi sẽ phải chấp nhận câu chuyện là tôi sẽ không có đủ hàng để bán cho khách hàng,
thì chị ở đây câu câu trả lời của chị nó sẽ là tùy thuộc vào cái mục tiêu của doanh nghiệp ở từng thời điểm mà mình sẽ đặt KPI nào quan trọng nhất. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thế Anh nha. Còn bạn nào muốn đặt câu hỏi cho chị nữa không? Bạn gửi câu hỏi vô phần chat nha, hoặc là giơ tay để đặt câu hỏi. Bạn có thoải mái nha, có gì chưa rõ hoặc là muốn làm rõ thêm á thì chị có thể giải thích thêm đâu nếu mà chị có thể trả lời được. Dạ, em thấy có bạn Tiến Đạt giơ tay. Bạn có thể bật mic lên để hỏi luôn nha. Dạ, em chào chị ạ. Chị Hello. ơi cho em, dạ vâng, chị cho em hỏi là như bình thường em thấy thì ví dụ như có một cái trong công ty của chị thì có sản xuất về feed fast food đúng không ạ? Thì giả sử như nếu có một cái dịch tả lợn châu Phi nó xuất hiện ấy, thì nó sẽ, ý là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn cung của công ty chị, ví dụ như về chất lượng của heo các thứ, thì không biết bên bộ phận supply planning sẽ giải quyết ra sao, và ví dụ như là khi mà ý là cái chi phí sản xuất nó sẽ tăng lên ấy, thì có cách nào để mà mình giảm cái cost nó xuống không ạ? Giống như là nếu như tụi em để ý cái mô hình mà full whip á, thì ví dụ như là về về mặt sản xuất thực phẩm nó sẽ là đầu cuối rồi, cho nên ví dụ như là mình ví dụ về mặt thực phẩm đi, ở cái mảng thực phẩm đi, bình thường mảng thực phẩm chỉ cần 1.000 con heo mỗi ngày thôi, chỉ ví dụ ha, thì cái về về mặt sản xuất á, họ sản xuất tới 10.000 con heo mỗi ngày lận, để họ có đủ 1.000 con heo cung cấp cho cái mảng thực phẩm và họ bán 9.000 con heo ra ngoài. Thì về mặt supply nó cũng vậy thôi, là luôn luôn mình phải có cái backup để mà mình đảm bảo cái nguồn cung của mình. Ví dụ như câu chuyện hồi nãy chị có chia sẻ về câu chuyện là nó gặp vấn đề về supply planning á, là mình phải luôn luôn có backup về cái việc là mình phải có nguồn test, mình test trước nha, rủi ro nó luôn luôn có, cho nên cái việc mình test trước, ví dụ như là bên chị có thể là về mặt R&D đi, các bạn có thể test là ok heo của mình thì nó thành phẩm nó ra như vậy, còn heo của những công ty khác thì sao, ví dụ như mua heo của CP ấy, thì tỷ lệ về 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 nguyên vật liệu trong thành phẩm nó phải như thế nào, hoặc là mình phải pha trộn những thêm những cái gì nữa để mà cái thành phẩm của mình nó đảm bảo về cái chất lượng tương tự như cái nguồn heo của mình, thì cái đó là những cái về mặt quản trị rủi ro luôn luôn mình phải phải có những cái đó trước, để mà mình backup trong trường hợp rủi ro, hoặc là có những thời điểm mà ví dụ chị thời điểm ví dụ như năm ngoái đi, khi mà cái case mà chị nói là tăng 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 đột xuất về nhu cầu, là lúc đó nó luôn luôn nó có cái trường hợp nó xảy ra khi mà sale họ đưa về một cái deal bất ngờ và cần phải giao hàng gấp á, thì không đủ thì cái việc mà mình phải có backup là chuyện đương nhiên, backup về cái chuyện mà nguồn heo từ công ty khác đó là một cái chuyện cũng rất là bình thường. Còn cái việc mà dịch tả châu Phi thì ví dụ như với cái số lượng heo lớn á, thì không phải là cái trại nào của mình cũng bị, thì mình sẽ vì nó là nội bộ của mình sẽ ưu tiên những cái trại nào mà nó chất lượng heo tốt nhất để mình đem về cái đưa vào cái chuỗi thành phẩm của mình, thì đó là cái lợi ích của cái việc mà mình làm trong một cái doanh nghiệp mà họ có cái gọi là cái chuỗi giá trị á. Chuỗi giá trị của mình càng đi sâu thì cái rủi ro của mình á, tiềm ẩn rủi ro nó càng thấp, nó cũng là nằm trong một phần nó gọi là supply planning của mình về một chiến lược á. Em cảm ơn câu trả lời của chị. Và các bạn còn thắc mắc gì nữa thì nhắn trong khung chat nha, hoặc là giơ tay giống bạn Đạt.
bạn còn thắc mắc gì không? Mình sẽ đợi tới 8:50, nếu mà các bạn không còn thắc mắc nào thì mình sẽ qua phần tiếp theo nha. Nếu mà các bạn không còn thắc mắc gì thì mình sẽ bắt qua phần này nha. Và em xin cảm ơn những câu hỏi của các bạn và những lời giải đáp vô cùng bổ ích của chị Hương. Và chắc hẳn là các bạn cũng còn nếu mà các bạn còn những thắc mắc gì thì các bạn có thể gửi cái câu hỏi của mình cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ gửi câu hỏi đến các anh chị sau buổi training ngày hôm nay. Và để giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn một số thông tin quan trọng về những hoạt động tiếp theo của vòng 2 và phần thi đề xuất giải pháp và vấn đáp, thì Quỳnh Giao xin được mời chị Phạm Ái Bảo Trân, trưởng ban tổ chức cuộc thi Geologistics 2024, có đôi lời nhắc nhở và phổ biến kế hoạch đến các bạn thí sinh. Timeline vòng 2.
tới các bạn thí sinh sẽ được. Tới các bạn thí sinh ở Satori, bạn có như Bảo Trân ơi, kiểm tra lại mic của mày nha, nó bị nhỏ quá không nghe được. Các bạn đợi một xíu nha. Tới các bạn thí sinh top 16 sẽ được đi tham quan ở nhà máy Satori, địa điểm là khu công nghiệp ở Long Hậu, An. Các bạn tập trung lúc 7:30 sáng ngày 5 tháng 1. Ban tổ chức và sẽ di chuyển xe của ban tổ chức đến địa điểm tham quan. Về phần thi đề xuất giải pháp và vấn đáp, các bạn sẽ nhận được đến 2 giờ ngày 5 tháng 10 và đến ngày 12 giờ ngày 9 tháng 1. Sẽ là hạn cuối để các thí sinh lập file PowerPoint bài thi cho ban tổ chức. Thông tin cụ thể về buổi thi đề xuất giải pháp. Thời gian sẽ là 12:30 đến 18 giờ ngày 12 tháng 11. Hình thức sẽ là online qua Microsoft Teams và ngôn ngữ sẽ là 100% Anh. Về cụ thể thể lệ của vòng thi như sau. Các bạn sẽ gồm hai phần thi chính là đề xuất giải pháp và vấn đáp. Thí sinh sẽ được chuẩn bị phần thi đề xuất giải pháp bằng cách viết báo cáo và thuyết trình theo nhóm 4 thành viên trong vòng 30 phút. Sau đó, thí sinh sẽ được thi vấn đáp. Ban giám khảo sẽ đặt các câu hỏi cho mỗi nhóm trong vòng 20 phút để chọn ra top 4 thí sinh vào đêm chung kết. Các thí sinh sẽ tập trung khai thác và quy trình, lập kế hoạch cung ứng và sản phẩm cụ thể và giải pháp cho các vấn đề xuất hiện trong quy trình. Điểm số cá nhân sẽ bằng tổng điểm của phần thi đề xuất giải pháp và vấn đáp.
Đối với phần thi đề xuất giải pháp, điểm tối đa là 40 điểm. Đối với phần thi vấn đáp, điểm tối đa là 60 điểm. Các 4 thí sinh có số điểm cao nhất thì sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết. Đó là nội dung của vòng thi đề xuất giải pháp và vấn đáp sắp tới. Các bạn thí sinh có câu hỏi gì cho ban tổ chức không ạ? Các bạn có nghe rõ thể lệ chi tiết vòng 2 không? Nếu mà có thắc mắc gì thì có thể nhấn lên đây luôn nha. Bạn Phương Thảo hỏi là hạn vòng đề xuất giải pháp là 12 giờ ngày 9 tháng 1. 19 tháng 11 đúng không? Này là thời gian nha, bạn có thể chụp lại để không bị quên. Nếu mà không còn gì thì mình xin cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Bảo Trân nha. Và ngay bây giờ đây thì thay mặt ban tổ chức cuộc thi, Quỳnh Giao xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến anh Kim và chị Hương vì đã dành thời gian tham dự và có những chia sẻ vô cùng quý báu trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây thì Quỳnh Giao xin kính mời chị Hương, anh Kim gửi gắm những lời nhắn nhủ và động viên tới các bạn thí sinh. Dạ em xin mời chị Hương. Sorry, chắc là anh Kim có việc á, anh Kim out trước rồi, cho nên chị sẽ chia sẻ một vài điều ha. Thì ra là lần này là lần thứ hai chị quay lại với Relogistics rồi. Lần đầu tiên là chị làm giám khảo vòng chung kết vào năm 2015. Và sau cái buổi chung kết đó thì chị cũng cũng đã làm việc với hai bạn đạt giải, hai trong ba bạn đạt đạt giải của cuộc thi năm đó. Thì và sau đó sau nhiều năm chị vẫn follow hai, sau một thời gian làm việc với nhau thì cũng không làm việc với nhau nữa, tuy nhiên chị vẫn follow các bạn thì chị thấy các bạn có những cái bước tiến rất dài trong công việc và sự nghiệp của các bạn, cho nên đối với chị đó là những cái tín hiệu đó rất là mừng, vì gần 10 năm 9 năm rồi chị lại quay lại một cuộc thi logistics và lại nhìn thấy sự trưởng thành, sự phát triển của đàn em, gọi là đàn em đi, tại vì chị cũng là sinh viên của UiH K31, cho nên thực sự là nó cũng khá là hồi hộp và bồi hồi á, tại vì các bạn hiện tại á, so với những cái thời điểm mà trước đây, thời giống như thời của chị trước đây thì các bạn giỏi hơn rất là nhiều, các bạn có nhiều cơ hội hơn rất nhiều và các bạn cũng dám nghĩ và dám làm hơn rất nhiều, dẫn tới là các bạn sẽ rất có nhiều cơ hội để mà phát triển bản thân cũng như là phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì chị hy vọng là cái cuộc thi năm nay nó sẽ giúp cho các, nó cũng là một cái bước đệm để giúp cho các bạn sẽ có nhiều cơ hội để mà phát triển bản thân, để mà được nổi bật giữa những cái bạn sinh viên ngoài kia và có những cơ hội để mà mình tiếp cận những cái cuộc thi lớn hơn, những cái doanh nghiệp sẵn sàng nhận các bạn về để mà họ cùng đóng góp cùng các doanh nghiệp để mà phát triển thêm. Thì đây là một cơ hội rất tốt để mà các bạn tham gia cuộc thi có những cơ hội và những cái trải nghiệm. Thực sự là rất là vui khi mà các bạn được đồng hành chia sẻ cùng các bạn trong cái cuộc thi năm nay. Chị xin hết. Dạ em cảm ơn chị. Và một lần nữa thì Quỳnh Gia xin chân thành cảm ơn những chia sẻ sâu sắc đến từ chị và anh Kim. Em xin thay mặt ban tổ chức chúc hai anh chị luôn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và ban tổ chức mong rằng sẽ có cơ hội được gặp lại và hợp tác cùng chị và anh Kim ở những chương trình tiếp theo của IBC ạ. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn ban tổ chức. À,
Tiếp theo sau đây thì Quỳnh Giao xin mời đại diện từ phía ban tổ chức sẽ bắt đầu tiến hành quay ngẫu nhiên thứ tự thuyết trình của các nhóm cho phần thi đề xuất giải pháp diễn ra vào ngày 12 tháng 11, tức thứ ba tuần sau nữa. Tiếp theo nha. Okay, vậy là nhóm 1 sẽ là nhóm đầu tiên thực hiện phần thi đề xuất giải pháp và vấn đáp. Tiếp theo sẽ là nhóm 3, và nhóm thứ ba sẽ là nhóm 4, và cuối cùng nhóm thực hiện phần thi đề xuất giải pháp là nhóm 1. Và các bạn thân mến, vậy là buổi training 1 của cuộc thi G-Logistics 2024 với chủ đề Supply Planning của chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng. Quỳnh Giao xin đại diện ban tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Kim và chị Hương vì sự hỗ trợ nhiệt tình của anh chị dành cho cuộc thi G-Logistics 2024. Và đặc biệt, Quỳnh Giao xin chân thành cảm ơn các bạn thí sinh đã quan tâm và dành thời gian góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Sự hiện diện của các bạn là một phần động lực to lớn cho ban tổ chức cuộc thi. Quỳnh Giao mong rằng buổi training tối nay đã mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành vì những sự cố không đáng có ngày hôm nay, và ban tổ chức sẽ cố gắng cải thiện trong những buổi tiếp theo ạ. Để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của buổi training thì Quỳnh Giao xin kính mời chị Hương và các bạn thí sinh vui lòng nén lại đôi phút và hãy bật camera của mình lên để cùng ban tổ chức lưu lại một bức hình kỷ niệm. Mời các bạn cùng chị Hương bật camera lên nha, để mình chụp lại một tấm hình.